hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1146, cùng nhau ngủ trên mặt đất. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, dung mạo có chút tương tự bạch tiểu lỗi, cũng khôi ngô, làn da cũng đen nhưng không nghiêm trọng như bạch tiểu lỗi. Nói ra thì bạch tiểu lỗi đen như người châu Phi, còn người đàn ông kia có màu da đen khỏe mạnh. Bạch tiểu lỗi tất nhiên có quen biết người này, vì đó chính là đại ca của hắn, là Bạch Đại Sâm. Bạch Đại Sâm có địa vị rất quan trọng trong Bạch gia, hắn không những là một ngôi sao mới trên chính đàn thủ đô, hầu như cũng là người quyết định cho những hành động lớn của Bạch gia. Bạch Tiểu Lỗi đi trên một con đường mà không một cháu đại gia tộc nào muốn đi, đó là theo hướng Hắc đạo. Đối với đám con cháu gia tộc kia thì nhập vào Hắc đạo thật sự rất mất mặt, vì vậy Bạch Tiểu Lỗi trên cơ bản đều tự mình hành động, Bạch Đại Sâm căn bản không ủng hộ và chẳng can thiệp, đồng thời cũng bảo trì khoảng cách nhất định nhưng hôm nay Bạch Đại Sâm đến tận cửa hung sư vấn tội, đơn giản là vì hành vi bây giờ của Bạch Tiểu Lỗi đã hoàn toàn vượt quá mức nhẫn dại mà hắn có thể chịu đựng được. Càng làm cho hắn cảm thấy khó tưởng chính là trước đó dù Bạch Tiểu Lỗi có nhập hắc đạo, tuy không hợp với thân phận của đệ tử gia tộc nhưng cũng không làm điều sằng bậy, nói tóm lại cũng có lợi cho Bạch gia, vì vậy Bạch Đại Sâm mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Lỗi lại làm ra một chuyện mà Bạch Đại Sâm cảm thấy tương đối ngu xuẩn, đó chính là khi tất cả mọi người trong thủ đô đều yên lặng theo dõi kỳ biến, đều chờ được nhìn kịch hay của Hạ Thiên thì Bạch Tiểu Lỗi lại chạy đến với Hạ Thiên, điều này rõ ràng đẩy Bạch ra vào hố lửa. Đại ca, tôi chỉ làm một chuyện rất bình thường mà thôi. Bạch Tiểu Lỗi lại tỏ ra bình tĩnh. Đại ca gặp nạn, phận làm em tất nhiên phải đến giúp đỡ một chút, tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này. Lão Tam, cậu có còn đầu óc nữa không? Bây giờ Hạ Thiên mang trọng thương, công lực biến mất, ngay cả vài tên côn đồ đầu đường cũng không đánh lại, nếu hắn còn y thuật thì cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ hắn cũng không còn cả y thuật để tự cứu mình. Lúc này ngay cả Mộc Hàm cũng bỏ hắn, chẳng lẽ những chuyện như vậy mà cậu không nhìn ra. Bạch Đại Sâm rất tức tối. Rõ ràng Hạ Thiên đã không còn giá trị gì, bây giờ ở thủ đô có vô số người muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng mọi người đang chờ xem ai ra tay trước mà thôi, cho dù những kẻ không có thủ oán gì cũng sẽ lặng lẽ theo dõi kỳ biến nhưng cậu thì tốt hơn, cậu lại chủ động đụng vào, cậu muốn cho Bạch Gia trở thành bia ngắm của của tất cả gia tộc khác sao? Audio điện tử võ tấn bền Đại ca, người trong giang hồ giảng một chữ nghĩa, Hạ Thiên không chỉ là đại ca trên danh nghĩa của em, còn có ân với em, nếu không có anh ta thì tiểu mễ đã chết rồi, cháu của anh cũng không thể nào sinh ra. Bình thường Hạ Thiên cũng không cần em hỗ trợ, em cũng không làm được gì, nhưng bây giờ anh ta gặp khó khăn, em nếu không quan tâm thì sau này xảy ra chuyện thì đám tiểu đệ cũng bạc đại em. Bạch tiểu lỗi nhìn bạch đại sâm. Đại ca, em khác biệt với anh, vì anh đi theo chính giới, anh có thể dẫm lên người bất kỳ kẻ nào bò lên trên, không cần nói đến chuyện tình cảm hay nghĩa khí, nhưng đối với những người trên giang hồ thì nghĩa khí rất quan trọng, tri ân đổ báo cũng rất quan trọng. Không cần biết, bạch đại sâm nổi giận. Cậu không phải đang thể hiện sự nghĩa khí, mà là ngu xuẩn, cậu đẩy mình vào tuyệt lộ, cũng đưa cả Bạch gia vào tuyệt lộ. Đại ca, nếu có một ngày em đưa Bạch gia vào tứ đại gia tộc, anh cũng không cần đến cảm ơn em. Bạch Tiểu Lỗi vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng hắn cũng không để ý đến lời chỉ trích của Bạch Đại Sâm. Lão Tam, cậu đừng nằm mộng, bây giờ Hạ Thiên khó bảo toàn cho bản thân, cậu cho rằng hắn còn giúp được cậu cái gì? Bạch Đại Sâm hừ một tiếng. Bây giờ cậu tranh thủ phủi sạch tất cả quan hệ với Hạ Thiên, nếu không cậu cũng nên phủi sạch quan hệ với Bạch gia vậy được rồi đại ca tôi cũng không giữ anh bạch tiểu lỗi rất dứt khoát hắn hô lên người đâu tiễn khách rõ ràng ý tứ của bạch tiểu lỗi chính là phủi sạch quan hệ với bạch gia lão tam cậu sẽ hối hận bạch đại sâm tức giận nói một câu sau đó xoay người bỏ đi bạch tiểu lỗi nhìn bóng lưng của bạch đại sâm mà lầm bầm chỉ sợ vài ngày nữa người hối hận chính là anh trong một gian phòng khách sạn đô thành hạ thiên tựa lên đầu giường hắn cầm lấy menu khách sạn ánh mắt nhìn về phía mị nhi cách đó không xa mị nhi vẫn đứng bên cửa sổ nàng kéo màn và nhìn qua lớp kính ra bên ngoài màn đêm đã buông xuống thủ đô vào đêm vẫn trói lọi có vẻ càng thêm xinh đẹp vợ mị nhi chị muốn ăn gì không hạ thiên mở miệng hỏi lúc này bọn họ còn chưa dùng cơm cơm chiên mị nhi trả lời dứt khoát cơm chiên hạ thiên ngây người vợ mị nhi chị chỉ muốn ăn cơm chiên thôi sao tôi thích ăn cơm chiên mị nhi lại nói một câu hạ thiên cuối cùng cũng là lần đầu tiên biết mị nhi thích gì vì vậy hắn điện thoại cho quầy phục vụ để bọn họ đưa lên hai phần cơm chiên thật ra hắn cũng không thích ăn cơm chiên nhưng vợ mị nhi thích ăn hắn cũng chỉ có thể chiều nàng cùng ăn theo vợ mị nhi sao chị không đến ngồi bên giường hạ thiên lại hỏi chuyện này làm hắn cảm thấy có chút khó hiểu từ khi Mị Nhi vào phòng đến giờ cũng không ngồi trên giường một giây nào. Tôi không có thói quen ngồi trên giường. Mị Nhi nhàn nhạt trả lời. Nhưng, vợ Mị Nhi, chẳng lẽ buổi tối chị không ngủ trên giường sao? Hạ Thiên nhịn không được phải hỏi. Tôi không có thói quen ngủ trên giường. Mị Nhi vẫn nhìn ra ngoài và trả lời Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút buồn bực, nếu nói như vậy thì nguyện vọng tối nay cùng ngủ với vợ Mị Nhi xem ra khó được thực hiện. Vợ Mị Nhi, vậy tối nay chị ngủ ở đâu hạ thiên nhịn không được lại hỏi tôi mị nhi cuối cùng quay đầu nàng quét mắt nhìn gian phòng giống như tìm kiếm chỗ ngủ cuối cùng nàng nói ngủ trên mặt đất hạ thiên khẽ thở ra tốt xấu gì mị nhi vẫn còn ngủ trong phòng nếu nàng chạy ra ngoài thì xem như hắn thiệt thòi tiếng đập cửa không nặng không nhẹ vang lên mị nhi lóe người đến bên cạnh cửa giọng nói có chút lạnh lùng ai đưa cơm đến bên ngoài vang lên một giọng nữ. Mỹ Nhi giúp mở cửa phòng, chỉ thấy có một nhân viên phục vụ nữ đứng bên ngoài đẩy một chiếc xe nhỏ, trên mặt xe bày hai phần cơm chiên. Tiểu thư, đây là cơm chiên chị gọi, làm phiền chị ký hóa đơn. Nữ nhân viên phục vụ khách khí nói. Mỹ Nhi ký hóa đơn, sau đó nàng cầm lấy một cái dĩa đi vào. Đúng lúc này nữ nhân viên phục vụ có vẻ như rất bình thường lại đột nhiên rút một khẩu súng từ dưới xe ra, trong mắt bùng lên sát khí nồng đậm hai tiếng súng rất nhỏ vang lên, hai viên đạn bắn ra từ ống giảm thanh phóng về phía sau lưng Mị Nhi. Lúc này Mị Nhi vẫn có vẻ giống như không kịp phản ứng, nàng vẫn cầm lấy dĩa cơm đi vào bên trong. Nữ nhân viên phục vụ thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi có chút đắc ý, nhưng vẻ đắc ý không duy trì được mấy giây cũng đã hóa thành kinh hãi. cảm giác đau đớn bùng lên, súng trên tay nữ nhân viên phục vụ trượt không cánh mà bay. một giây sau nàng cảm thấy một vật thể cứng rắn trống lên đầu mình, chính là cây súng lục của nàng. Ai phái cô tới? Nghị Nhi lạnh lùng hỏi, khoảnh khắc vừa rồi nàng hoàn thành quá trình đặt dĩa cơm lên bàn và cướp súng. Lúc này nàng chỉ cần bóp cò là có thể đưa sát thủ giả trang làm nữ nhân viên phục vụ này vào địa ngục. Không ai cả. Vẻ mặt cô nhân viên phục vụ trắng bệch nhưng vẫn cắn răng không nói sự thật. Đùng đùng. Tiếng súng lại vang lên, cửa ra vào chợt xuất hiện thêm một người, kẻ này đang liên tục xả kích vào phòng. Á. À nữ nhân viên phục vụ phát ra tiếng hét thảm thiết rồi ngã xuống trong vũng máu, mà Mỹ Nhi cũng đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng dùng một tay ôm lấy hắn, nhanh chóng né đạn và bắn trả đối phương. Một tiếng súng giảm thanh vang lên, tiếng xà kích cuối cùng cũng dừng lại, tên sát thủ ngã xuống mặt đất, nhưng trong phòng chỉ còn là một đống bể bộn. Nếu không thì chúng ta đổi chỗ. Mỹ Nhi trầm mặc vài giây rồi nói. Vợ Mỹ Nhi, dù đổi chỗ thì bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện ra chúng ta. Hạ Thiên cũng không muốn đổi chỗ. Vậy cũng được, tôi sẽ điện thoại cho người đến thanh lý. Mị Nhi lấy điện thoại ra rồi gọi đi. Vợ Mị Nhi, chúng ta ăn cơm thôi. Hạ Thiên cười hì hì, may mà hai phần cơm chiên vẫn được bảo tồn rất tốt, tiếp tục ăn là không có vấn đề. Tuy có hai thi thể nhưng không ảnh hưởng đến Mị Nhi và Hạ Thiên, mà người ám tổ cũng đến rất nhanh, chỉ sau chốt lát đã mang thi thể đi, đồng thời còn dọn sạch gian phòng. Đến khi bọn họ ăn cơm xong thì tất cả đã bình thường, giống như chưa từng có thứ gì phát sinh. Vợ Mị Nhi, chúng ta đi ngủ thôi. Đến 9 giờ thì Hạ Thiên bắt đầu nói Mị Nhi đi ngủ. "Cậu đi ngủ trước đi." Mị Nhi thản nhiên nói, lúc này nàng cũng không đứng bên cạnh cửa sổ, lúc này kẻ địch ở khắp nơi, đứng bên cạnh cửa sổ là không an toàn. "Vợ Mị Nhi, chị không ngủ thì tôi cũng không ngủ." Hạ Thiên thật ra không phải rất muốn ngủ hắn chỉ muốn ôm vợ mị nhi ngủ mà thôi mị nhi suy nghĩ rồi thật sự đi ngủ nàng trực tiếp nằm trên mặt đất nhưng vị trí của nàng cũng sát bên giường lớn rõ ràng vì bảo vệ hạ thiên ở trên giường được rồi bây giờ cậu có thể đi ngủ mị nhi mở miệng nói mị nhi vừa nói xong thì phát hiện hạ thiên đã nằm xuống sát bên nàng hơn nữa còn dùng một tay ôm lấy nàng cậu làm gì vậy mị nhi tức giận hỏi vợ mị nhi chị ngủ trên mặt đất Tất nhiên tôi cũng phải ngủ dưới đất." Hạ Thiên trả lời, trong lòng thầm nghĩ, tối nay nếu có kẻ đến gây phiền, hắn nhất định sẽ xử lý sạch sẽ ngay. Chương 1147, vẫn là nhỏ mọn như vậy. Tôi từ nhỏ đã không quen ngủ giường nên mới ngủ dưới đất, cậu xuống đất ngủ làm gì?" Nghị Nhi tức giận hỏi. "Vợ Mị Nhi, chị là vợ của tôi, tất nhiên tôi phải ngủ với chị, chị ngủ trên giường thì tôi ngủ trên giường, chị ngủ dưới đất thì tôi ngủ dưới đất." Nếu chị ngủ ngoài đường thì tôi cũng ngủ ngoài đường." Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. "Nếu tôi ngủ trong đống rác?" Mị Nhi khẽ hỏi. "Tất nhiên tôi sẽ ngủ trong đống rác." Hạ Thiên trả lời không chút do dự. Mị Nhi chợt trầm mặc, một lúc sau nàng mới mở miệng, giọng điệu có chút dịu dàng. "Trên đất rất lạnh, cậu sẽ không quen đâu." "Không sao, tôi có thể quen ngay." Hạ Thiên lại không quan tâm. Tuy hắn rất thích ngủ trên giường nhưng ngủ trên mặt đất cũng không có vấn đề, chỉ cần ôm Mị Nhi cùng ngủ cùng nhau, thật sự ngủ trong đống rác cũng không đáng ngại. Hạ Thiên thừa dịp nói chuyện mà ôm lấy Mị Nhi, bàn tay cũng lặng lẽ bò lên đỉnh núi. Đáng tiếc là tay hắn vừa đến chân núi đã bị Mị Nhi phát rác ra. Nàng chụp lấy tay hắn, không cho hắn cử động. Đừng lộn xộn. Mị Nhi có chút mất vui, đến lúc nào rồi mà người này vẫn còn muốn chiếm tiện nghi của nàng, vợ Mị Nhi sao chị nhỏ mọn như vậy hạ thiên có chút buồn bực để cho hắn sờ một cái thì có gì mà không được cuối cùng cũng là vợ hắn sớm muộn gì cũng phải cho hắn sờ vào chứ nếu lần sau cậu nói tôi keo kiệt tôi sẽ cho cậu lên giường ngủ mị nhi có chút tức giận nàng sao lại trở nên keo kiệt nếu không cũng chẳng cho hắn nằm ở dưới đây vì vậy mà hạ thiên được ôm mị nhi ngủ một đêm mà chẳng được làm gì tuy không thể lên núi nhưng xúc cảm ở những bộ phận khác trên người nàng vẫn rất tốt dù cách lấp quần áo ra nhưng vẫn có giãn kinh người làm hắn không muốn buông tay. Tất nhiên hắn biết đó là vì cách lấp quần áo, nếu không thì xúc cảm sẽ càng thêm tuyệt vời, đáng tiếc là loại xúc cảm đó tạm thời chưa có. Cả buổi tối Hạ Thiên không thể làm thêm điều gì, hắn chỉ thành thật ôm Mị Nhi ngủ, mà cũng không có thêm tên sát thủ nào đến quấy rối vào khoảng thời gian này, Mị Nhi cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Hạ Thiên không bao lâu sau cũng ngủ say, nhưng hắn không biết, khi hắn chìm vào giấc ngủ thì Mị Nhi lại mở mắt, giống như cả đêm không ngủ. Tối nay tất cả các gia tộc lớn nhỏ ở thủ đô đều không bình tĩnh. Hạ Thiên cuối cùng cũng xuất hiện, sau đó cũng làm mọi người chứng thực một sự kiện, đó chính là Hạ Thiên thật sự trọng thương, bây giờ công lực hoàn toàn biến mất, ngay cả một tên côn đồ bình thường cũng không làm gì được. Những sự kiện xảy ra hôm nay cũng làm cho bọn họ biết Hạ Thiên không phải một kẻ ai cũng xa lánh như trong tưởng tượng, cũng không giống như loại người ai cũng có thể tùy tiện xử lý thực tế bên cạnh Hạ Thiên vẫn có sự trợ giúp. Dù thủ đô có lời đồn Ngục Hàm đã rời khỏi Hạ Thiên, vì nàng đã ra nuốt ngoài, cũng có lời đồn triệu gia đã phủi sạch quan hệ với hắn bây giờ hắn có vẻ giống như không còn chỗ dựa. Nhưng sự thật chứng minh, dù hai lời đồn kia là sự thật thì Hạ Thiên vẫn rất khó đối phó, vì bên cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc mặc quần áo ra, người phụ nữ này đang bảo vệ Hạ Thiên. Người phụ nữ hắc y này không những có thân thủ siêu cường, hơn nữa thân phận cũng không bình thường, nàng giết chết 4 tên cảnh sát trên đường, hơn nữa còn giết hai tên sát thủ ở khách sạn nhưng không gặp bất kỳ phiền toái gì. Vì hai sự kiện này lập tức có người áp chế, mà bốn tên cảnh sát cũng bị coi như tội phạm, ngay cả thi thể cũng bị người ta đưa đi. Trình Hạo của Trình gia bây giờ đang nằm trong bệnh viện, 4 tên cảnh sát kia nghe nói là người của Trình gia phái ra, rõ ràng bây giờ Trình gia chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không biết làm gì khác. Vì vậy mà cả buổi tối hầu như mọi người đều tìm cách nghe ngóng tin tức về người phụ nữ hắc y, cuối cùng cũng như bọn họ mong muốn, thân phận của người phụ nữ kia lộ ra, nhưng cũng vì vậy mà bọn họ thật sự chấn động, vô tình cảm thấy sự việc càng trở nên khó giải quyết. Người phụ nữ hắc y kia gọi là Mỹ Nhi, là tổ trưởng thiên tổ dưới ám tổ, là cao thủ đệ nhất dưới ám hoàng của ám tổ, mà làm mọi người càng thêm khiếp sợ chính là bọn họ biết được một thân phận khác của Hạ Thiên, đó là ám hoàng. Trước đó thật ra thủ đô cũng không có bao người biết được thân phận của Hạ Thiên là Ám hoàng, nhưng bây giờ mỗi người đều biết. Mà lúc này ai cũng hiểu vì sao Hạ Thiên bị thương nhưng vẫn tùy ý đi lại ở thủ đô và cũng hiểu vì sao Mỹ Nhi phải bảo vệ Hạ Thiên. Một vài gia tộc không có thù hận đặc biệt với Hạ Thiên đã bắt đầu bỏ cuộc nửa chừng, vì bọn họ không dám đối kháng với Ám tổ. Tất nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều lùi bước. Nhị ca, làm sao bây giờ? Viên gia viên thế phong đang cùng thương lượng đối sách với viên thế tài không phải là một con đàn bà thôi sao viên thế tài hừ lạnh một tiếng không có gì đáng lo cả nhưng tiểu tử kia là tổ trưởng ám tổ là ám hoàng mới mà ám tổ không phải chỉ có một người viên thế phong có chú lo lắng em nghe nói ám tổ rất lợi hại ám tổ là ám tổ hạ thiên là hạ thiên viên thế tài khẽ hừ một tiếng ám tổ cũng không phải vệ sĩ tư gia mỹ nhi kia bảo vệ hạ thiên chỉ vì nàng là người của hạ thiên đối với ám tổ thì bây giờ hạ thiên là người thường còn có tư cách làm ám hoàng sao nhị ca vậy anh bây giờ tính toán thế nào viên thế phong nhịn không được phải hỏi tạm thời không cần làm gì cả tất nhiên sẽ có người ra tay viên thế tài dùng giọng không nhanh không chậm nói bây giờ hạ thiên chỉ có một vệ sĩ lợi hại mà thôi dù mỹ nhi có lợi hại cũng không bằng hạ thiên trước kia muốn đối phó với cô ta sẽ dễ hơn với hạ thiên anh tin không phải chỉ có chúng ta biết điều này vì vậy anh cam đoan ngày mai sẽ có kẻ ra tay được chúng ta đợi đến lúc tiểu tử kia đi tìm chết viên thế phong khẽ gật đầu cuối cùng hắn tức giận nói tiểu tử kia chết thì em nhất định sẽ hốt đám đàn bà của nó chú đừng nằm mơ viên thế tài hừ lạnh một tiếng dù hắn chết thì phụ nữ của hắn vẫn không đến lượt cậu tiếp thu Viên Thế Phong tỏ ra xa suốt tinh thần, vì hắn biết lời nói của nhị ca mình là sự thật. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên mở to mắt, hắn thấy gương mặt xinh đẹp của Mỹ Nhi ở ngay trước mắt, chẳng biết nàng đã lấy kính dâm xuống từ khi nào, vì vậy mà gương mặt tuyệt sắc của nàng lộ ra ngoài. Hạ Thiên nhìn cặp môi anh đào mỏng của Mỹ Nhi mà trong lòng rung động, sau đó hắn đưa môi tới muốn hôn lén, nhưng đúng lúc này hắn thấy Mỹ Nhi mở mắt ra hạ thiên tiến hành được một nửa động tác thì không thể không dừng lại sau đó hắn cười sáng lạn với mị nhi vợ mị nhi sao chị thức dậy nhanh như vậy tôi có thói quen dậy sớm mị nhi khẽ trả lời nàng cũng không nói cho hạ thiên thật ra cả đêm qua nàng không ngủ vợ mị nhi chúng ta thương lượng một chuyện được không hạ thiên chân thành nói chuyện gì mị nhi có chút kỳ quái đồng thời cũng có chút mất tự nhiên Người này muốn thương lượng với nàng thì cần phải ghé sát vậy sao? Chỉ còn cách 2 cm là bọn họ đối miệng với nhau rồi. Cho tôi hôn một cái được không? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Nhưng Hạ Thiên vừa nói xong thì cơ thể đã bay lên, sau đó rơi xuống giường, thì ra hắn bị Mị Nhi ném lên. Mị Nhi cũng không phải tức giận vì Hạ Thiên muốn hôn mình, người này rất háo sắc, hắn muốn chiếm tiện nghi của nàng cũng không có gì là lạ. Vấn đề là người này muốn chiếm thì cứ trực tiếp hôn xuống nàng sẽ không quá coi trọng nhưng vấn đề là hắn cứ chăm chú hỏi nàng làm nàng không nhịn được phải ném hắn lên giường mị nhi cũng lập tức đứng lên đi về phía toilet đúng là keo kiệt tôi phát hiện vợ mị nhi mới thật sự là quỷ keo kiệt thậm chí còn keo kiệt hơn cả vợ quỷ keo kiệt hạ thiên lầm bầm nói vài phút sau mị nhi từ trong nhà vệ sinh đi ra nàng nhìn hạ thiên nằm trên giường rồi mở miệng nói đi xuống lầu ăn sáng thôi được hạ thiên ngồi thẳng lên hai người nhanh chóng ra khỏi phòng, nhưng Hạ Thiên phát hiện lần này muốn ôm eo thì bị nàng tránh ra, xem ra lần này nàng thật sự tức giận. Hai người đi thang máy xuống lầu 1, sau đó đi vào nhà hàng, khuôn viên của nhà hàng rất lớn, lúc này còn sớm, có lẽ nhiều người còn căn bản chưa ngủ dậy, tất nhiên cũng chưa chắc bọn họ sẽ đều xuống đây dùng cơm. Sau khi ăn sáng xong thì Hạ Thiên phát hiện Mị Nhi cũng thích ăn một thứ, đó là bánh bao hấp. Tôi cảm thấy bánh bao lớn ăn ngon hơn. Hạ Thiên thầm nghĩ, đồng thời không khỏi nhìn về phía bộ vị lồi ra của Mỹ Nhi, đó là bánh bao lớn thơm ngào ngạt, đúng là muốn lên cắn một cái. Hôm nay cậu muốn đi đâu? Mỹ Nhi mở miệng hỏi. Vợ Mỹ Nhi, chỉ có địa phương nào đặc biệt không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không. Mỹ Nhi trả lời không chút do dự. Hạ Thiên chợt mơ hồ. Vợ Mỹ Nhi, chẳng lẽ chị không thích chỗ nào sao? Tôi không biết tôi thích gì mị nhi nhàn nhạt trả lời hạ thiên chợt không biết nên nói gì cho phải một lúc lâu sau hắn mới mở miệng vợ mị nhi không bằng chúng ta về phòng tôi có một loại võ công tâm pháp muốn dạy chị mị nhi cũng không nói lời nào mà xoay người đi vào thang máy một lúc sau hai người vào phòng nhưng cửa phòng vừa mở ra thì một tiếng nổ lớn vang lên khi hạ thiên được mị nhi ôm nhảy ra xa hạ thiên không khỏi mắng một câu tôi hận kẻ phát minh ra bom Chương 1148, không thể nhẫn nhịn. Lúc này Mỹ Nhi cũng rất hận kẻ phát minh ra bom, nàng càng không biết vì sao ở thủ đô có nhiều bom như vậy, nàng mới đi ăn sáng mà đã có người gài bom trong phòng, nếu không phải tốc độ phản ứng của nàng rất nhanh, sợ rằng nàng sẽ bị bom nổ chết. Đùng, đùng, đùng. Những tiếng súng vang lên liên tục làm Mỹ Nhi biết mình không thời gian buông lỏng, nàng còn chưa kịp đứng vững thì một tên đàn ông đã xách súng nhả đạn liên tục. Âm uhm. Mị Nhi ôm Hạ Thiên phá vỡ cửa một căn phòng phóng vào, tạm thời tránh đi hỏa lực. À, trong phòng có người, là một cặp nam nữ trần như nhộng. Đột nhiên cửa bị phá, người phụ nữ không khỏi kêu lên kinh hoàng. Động tác của Mị Nhi cũng không ngừng, nàng căn bản không quan tâm đến cặp nam nữ trên giường mà trực tiếp ôm Hạ Thiên nhảy ra cửa sổ. Nàng nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng không rơi xuống bên dưới mà bám lấy tường leo lên trên. Chỉ sau vài giây nàng đã đưa Hạ Thiên lên sân thượng sau khi ổn định cơ thể thì Mỹ Nhi lấy điện thoại ra, nàng gọi đi. Tôi ở mái nhà khách sạn Đô Thành, phái một chiếc trực thăng đến đây ngay. Mỹ Nhi cúp điện thoại rồi nhìn Hạ Thiên. Đối phương xem ra đã sớm có chuẩn bị, chúng ta không biết bọn họ có bao nhiêu người, bây giờ cậu lại không thể ra tay, vì vấn đề an toàn chúng ta nên rời khỏi đây, trở lại căn cứ ám tổ, sau đó tôi sẽ đi đuổi bắt những kẻ này. Vợ Mỹ Nhi, về căn cứ của ám tổ thì chúng ta có ở cùng một chỗ với nhau không? hạ thiên chăm chú hỏi mị nhi lập tức chán nản người này là thế nào đến lúc này còn quan tâm đến vấn đề đó sao mị nhi tức giận quyết định không quan tâm đến hạ thiên nàng cảnh giác nhìn đến lối lên sân thượng đề phòng có kẻ đi lên hai phút sau có một chiếc trực thăng từ phương xa phóng đến mị nhi không khỏi thở ra một hơi chiếc máy bay này đến nhanh vậy hạ thiên lầm bầm nói mị nhi chợt ngây người nàng cảm thấy có gì đó không đúng nên ngẩng đầu nhìn chằm chằm khi trực thăng bay đến càng gần thì giọng điệu của Mị Nhi chợt biến đổi, nàng vội vàng ôm Hạ Thiên. "Mau rời khỏi đây ngay, đó không phải là trực thăng của ám tổ." Mị Nhi kéo Hạ Thiên chạy đến lối cầu thang đi xuống, vì nơi đây là độ cao 20 tầng, nàng cũng không dám trực tiếp phóng xuống. "Đùng, đùng, đùng." Tiếng súng vang lên dữ dội, lối xuống chợt xuất hiện một họng súng và liên tục nhả đạn chặn đường tiến của Mị Nhi, vì vậy mà Mị Nhi không khỏi kéo Hạ Thiên quay lại tìm kiếm chỗ tránh đạn đùng, đùng, đùng. Tiếng súng càng thêm dữ dội, lần này lại đến từ không trung, trên máy bay có người xả kích liên tục xuống dưới, mà tập kích từ trên không mới là chí mạng, vì Mỹ Nhi căn bản là không thể tìm được công sự che chắn. Gặp quỷ, Mỹ Nhi thầm mắng một tiếng. Chúng ta phải nhảy xuống, cậu ôm chặt lấy tôi. Mỹ Nhi lẩn sang một bên rồi lại chạy về phía biên giới tòa nhà, rất nhiều loạt đạn phóng theo làm cho tốc độ của nàng không thể đạt đến cực hạn, vì nàng còn phải liên tục né đạn, vì thế lúc này có chút khổ sở. Mỹ Nhi cũng không phải không muốn phản kích, cũng không phải không có năng lực phản kích, nhưng nàng đưa theo một người vướng víu như Hạ Thiên, bây giờ nàng chỉ có thể dùng biện pháp thỏa hiệp là rời khỏi nơi này. Đúng lúc này Mỹ Nhi chợt nghe thấy một âm thanh. Đám ngu ngốc các người dám đổi vợ anh chạy khắp nơi, anh cũng không thể nhìn. Khi âm thanh này vang lên, Mỹ Nhi chợt phát hiện mình được một cánh tay có lực nhấc lên, thân thể của nàng cũng trở nên giống như mất đi lực khống chế. Tiếng súng vẫn vang lên dữ dội, đạn vẫn phóng đi không ngừng, nhưng điều làm cho Mị Nhi ngạc nhiên chính là hàng loạt đạn phóng đến trước mặt nàng nửa thước thì giống như gặp tấm chắn mà dừng lại. Chết hết cho anh. Tên đàn ông Mị Nhi đang ôm chợt gầm lên một tiếng, hắn chợt nhảy dựng lên rồi phóng về phía chiếc trực thăng trên không, khoảnh khắc sau hắn đã đến bên cạnh máy bay và vung ra một trường. Một luồng cuồng phong hùng hồn buông ra rồi bổ vào trực thăng một tiếng nổ ầm vang lên, trực thăng mất đi không chế và nhanh chóng rơi xuống. Hạ Thiên hất tay lên, vài đầu đạn phóng ra, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. trực thăng còn chưa rơi xuống đất nhưng đám người đó đã xuống gặp Diêm Vương. Mị Nhi giống như rơi vào giấc mộng, sắc Lang chết tiệt kia không bị thương sao? Không những không bị thương, hơn nữa còn lợi hại hơn cả trước kia thì phải. khi Mị Nhi sướng sờ thì Hạ Thiên đã ôm nàng trở lại mái nhà. một giây sau hắn đi đến cửa cầu thang và nói đám người ngu ngốc các người chết hết đi đùng 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 tiếng súng vang lên á á những tiếng kêu thảm thiết vang lên ba giây sau tất cả đều trở về giai đoạn yên ắng chỉ còn lại vài cổ thi thể hạ thiên cũng ôm mị nhi quay trở lại trung tâm sân thượng thả tôi ra mị nhi yêu kiều quát lên một tiếng sau đó nàng vùng khỏi ngực hạ thiên rồi tức giận nói cậu lừa tôi thì vui lắm phải không Cậu đang tốt sao lại giả vờ mất hết phó công. Vợ Mỹ Nhi, chị đừng giận, tôi chỉ. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ, hắn vừa giải thích vừa tiếp tục muốn ôm Mỹ Nhi. Đừng đụng vào tôi. Mỹ Nhi tức giận khẽ quát lên, sau đó nàng lách mình tránh ra. Tôi nghĩ cậu bị thương mà chạy đến bảo vệ, kết quả cậu coi tôi là kẻ ngốc, hèn gì tôi cảm thấy kỳ quái vì sao Mộc Hàm không lo lắng. Thì ra cô ấy đã sớm biết cậu không việc gì. Mỹ Nhi cảm thấy mình bị Hạ Thiên đùa giỡn, nàng rất tức giận vì vậy mà xoay người muốn bỏ đi đúng lúc hạ thiên phóng về phía nàng sau đó nàng cũng không thể tránh bị hắn ôm chặt buông tay ra không thì sau này đừng gặp tôi mị nhi liều mạng vùng vẫy vợ mị nhi trước tiên chị nghe tôi nói đã tôi cũng không muốn gạt chị thật sự tôi gặp một quả bom nho nhỏ rất lợi hại vợ công chúa cũng thiếu chút nữa bị nổ chết vì tôi muốn đám khốn kiếp kia thò đầu ra nên cố ý giả vờ bị thương hạ thiên vẫn không buông mị nhi hắn nhanh chóng giải thích nguyên nhân tôi cũng không muốn gạt chị chỉ muốn gạt đám ngu ngốc kia thôi bây giờ cậu coi tôi là kẻ ngốc mị nhi thực sự rất giận nàng cố ý đến bảo vệ hắn không ngờ bị hắn coi là đứa ngốc vợ mị nhi tôi đến thủ đô đã lâu như vậy nhưng chị không bao giờ bỏ chút thời gian đi bên tôi lần này chị chủ động đến tìm tất nhiên tôi sẽ không thể cho chị đi nếu tôi nói mình không sao thì chị chắc chắn không theo giúp vì vậy tôi mới tương kế tựu kế, để chị nghĩ rằng tôi thật sự cần được bảo vệ." Hạ Thiên tỏ ra vô tội. "Thật ra điều này chỉ có thể trách chị, ai bảo chị bình thường không theo tôi, làm hại tôi chỉ có thể lừa chị đến giúp." Mị Nhi chợt bị chọc tức, sắc lang này lừa nàng, bây giờ còn trách nàng. Nói lại lần nữa, thả tôi ra, nếu không sau này tôi sẽ tránh mặt cậu cả đời." Mị Nhi cũng không biết vì sao mình tức giận, tóm lại bây giờ nàng rất bực, rất giận. Nàng muốn tạm thời rời bỏ tên sắc lang lừa gạt này. Vợ Mị Nhi, nếu chị trốn tôi cả đời, tôi sẽ tìm chị cả đời. Hạ Thiên chăm chú nhìn Mị Nhi, sau đó hắn buông lỏng tay. "Nhưng tôi không muốn vợ Mị Nhi mất hứng, vì vậy tạm thời thả chị ra." Mị Nhi không nói gì mà chỉ xoay người chạy xuống bên dưới. "Vợ Mị Nhi, chị cứ đi như vậy sao?" Hạ Thiên ngẩn ngơ, sau đó vội vàng chạy theo. Hai người một chạy một đuổi chỉ sau nháy mắt đều đến đại sảnh khách sạn đừng tiếp tục theo tôi khi thấy hạ thiên vẫn còn chạy theo thì mị nhi không nhịn được phải nói vợ mị nhi chị đi thì tôi ở một mình rất nhàm chán hạ thiên tỏ ra có một chút đáng thương đừng giả vờ đáng thương tôi cũng không bị cậu gạt mị nhi thở phì phò nói tóm lại cậu thích làm gì cũng được tôi không quan tâm đến sống chết của cậu mị nhi nói xong thì đi ra đại sảnh Hạ Thiên đuổi theo đến bên ngoài thì nghĩ thế nào lại dừng lại. Hạ Thiên nhìn về phía Mị Nhi đi mất mà lầm bầm. Lừa vợ là rất tốt, nhưng vợ mà phát hiện ra thì thật sự không tốt. Hạ Thiên rũi lưng rồi bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo, bây giờ không có vợ Mị Nhi ở bên cạnh, coi như phiền toái sẽ ngày càng nhiều. Tuy vừa rồi Hạ Thiên đã bộc lộ ra thực lực chân chính, nhưng tất cả những người thấy được đều chết sạch trừ Mị Nhi, mà Mị Nhi cũng sẽ không nói ra vì vậy đám ngu ngốc ở thủ đô sẽ cho rằng hắn vẫn là một kẻ bình thường điện thoại gọi đến hạ thiên lấy ra xem thì ra là mộc hàm tất nhiên hắn sẽ nhận điện thoại không chút do dự chồng không sao chứ điện thoại vừa nối thông thì mộc hàm đã ân cần hỏi tôi nghe nói ở khách sạn đô thành vừa phát sinh một vụ nổ có cả bắn súng vợ tôi không sao nhưng vợ mỹ nhi đã nổi giận hạ thiên có chút bực bội bây giờ chị ấy không quan tâm đến tôi nói rằng tôi lừa gạt mộc hàm nghe rõ tình huống hạ thiên thuật lại trong điện thoại thì dịu dàng an ủi chồng cậu đừng lo mị nhi tức giận nói không quan tâm đến cậu thật ra chị ấy đến bảo vệ đã nói rõ tất cả cậu yên tâm tôi sẽ đi khuyên vài ngày nữa sẽ không có gì vợ tôi cũng biết vợ mị nhi không tức giận nhưng tôi phát hiện bây giờ rất nhàm chán hạ thiên vô tình nói chồng hay tôi quay lại một hàm trần trừ nói. Hạ thiên có chút động lòng nhưng suy nghĩ rồi từ chối. Vợ, đợi vài ngày nữa đã, tôi thấy đám ngốc kia sắp xuất hiện càng nhiều hơn. Hạ thiên vừa dứt lời thì bên cạnh đã vang lên âm thanh. Hạ thiên, mày không lo chạy đi sao? Vợ, lại một thằng ngu chạy đến, trước tiên cúp điện thoại đã. Hạ thiên nói một câu rồi cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn. Chú mày là thằng ngu nào? chương 1149, quả nhiên không phải thuộc nữ. Hạ thiên nhìn về phía tên ngu ngốc mới vừa mới xuất hiện, tên này lớn lên hình người dạng chó, chẳng qua là lấy ánh má thần y của hắn có thể nhìn ra người này rõ ràng là thận hư, còn có một chút chưa già đã yếu, tuổi hẳn là chỉ có chừng 30, nhưng trên đầu không ít tóc trắng, nhìn kỹ vài giây đồng hồ hạ thiên vẫn không thể nào nhận ra người này, trong lúc nhất thời hắn cũng không khỏi mơ hồ, hai ngày này làm sao hắn luôn căn bản là không nhận ra những tên ngốc đến tìm phiền toái ở hắn. Chẳng lẽ hắn bây giờ lại thật thực dễ khi dễ? Hạ thiên, người cả ngày la người khác ngu ngốc, nhưng không biết người ngu ngốc nhất chính là ngươi, ngươi chính là nhân vật không được hoan nghênh nhất kinh thành, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cho là mình rất được hoan nghênh, đến lúc này còn dám ở bên ngoài đi dạo, người chẳng lẽ cũng không biết, trong kinh thành tùy tiện kéo người người qua lại, thì sẽ có người muốn giết chết ngươi. Tên nam nhân tóc trắng chưa già đã yếu lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Ngươi không nhận ra ta là ai sao, nhưng ta biết ngươi đã lâu rồi, ngươi biết ngươi hại lão tử tổn thất bao nhiêu tiền không? Ta cho ngươi biết, ngươi làm hại lão tử tổn thất 100 ngàn. À, thì ra ngươi chẳng những ngu ngốc, xem ra còn là quỷ bần cùng, bất quá cũng đúng, ngu ngốc chắc chắn sẽ không biết kiếm tiền, là quỷ bần cùng cũng rất bình thường. Hạ Thiên bộ dạng bừng tỉnh Hả, ai là quỷ bần cùng? Lão tử so với người còn có tiền hơn. Tên nam nhân tóc trắng nhất thời giận dữ. Tên quỷ bần cùng này lại không biết xấu hổ dám so với ta có tiền hơn, mới tổn thất 100 ngàn người lại nghĩ là mình gặp trở ngại. Có một cái dám tiền, ta cho vợ của ta tiền tiêu vặt cũng không chỉ 100 ngàn đâu. Hạ thiên làm vẻ mặt khinh thường. Còn ngươi nữa tên ngu ngốc có phải đầu óc ngươi không bình thường hay không? Ta cũng không nhận ra ngươi, làm sao lại hại ngươi tổn thất tiền chứ? Hạ Thiên, người hãy thôi khoác lác đi, nhớ lại cũng vô dụng, bây giờ phụ nữ của ngươi đều chạy mất rồi. Tên nam nhân tóc trắng tức giận nhìn Hạ Thiên. Người muốn biết hại ta tổn thất tiền khi nào có phải không? Ta cho ngươi biết, chính là ban đầu ngươi bắt thái bằng trình, làm hại ta tổn thất ít nhất 100 ngàn, cuối cùng nói cho ngươi biết, lão tử gọi Phạm Trung Vân. Ta nhìn ngươi không bằng gọi là phản Dũng Thùng Cơm đi, nếu không thì gọi Phạm Quản Cái Khuôn Đựng Bút Nè, nói ngươi là ngu ngốc, đó cũng là khen ngợi ngươi rồi. Hạ thiên lười biếng nói. Đúng rồi, tên thái bằng trình ngu ngốc kia đã chết rồi, nếu không ta giúp ngươi một chân, đem ngươi giết chết, sau đó ngươi đi xuống đất tìm hắn mà đòi tiền. Giết chết ta. Phạm Trung Vân cười lạnh một tiếng. Hạ thiên, có điều ngươi bây giờ còn có sức lực sao? Ta cũng không phải sợ nói cho ngươi biết, nếu là ngươi bây giờ dập đầu cầu xin ta tha thứ, ta nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không con mẹ nó ta hiện tại liền làm dụng ngươi mẹ ngươi ở đâu hạ thiên thuận miệng hỏi cái gì phạm trung vân sửng sốt ngươi thật ngu ngốc không phải nói mẹ ngươi muốn dụng ta sao hạ thiên nghiêm trang hỏi hả ngươi muốn chết phạm trung vân giận dữ đột nhiên lao đến hướng hạ thiên tay cung nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng đầu hạ thiên á à, một giây sau Phạm Trung Vân liền phát ra tiếng kêu có chút thê lương thảm thiết, nắm đấm của hắn cũng không có nện vào Hạ Thiên, chẳng qua là trên mờ u bàn tay có một phi đao nho nhỏ, trong nháy mắt máu nhuộm đỏ tay phải của hắn. Hạ Thiên sững sờ một chút, phi đao này cũng không phải là hắn phóng đi, chẳng lẽ là vợ Vi Nhi tới. Vào lúc Hạ Thiên đang quay đầu tìm hiểu, thì một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai hắn. Muốn đánh chồng ta, có tin lão nương dùng phi đao thọc 18 lỗ trên người tên khốn kiếp ngươi hay không? thanh âm chưa dứt, trước mặt Hạ Thiên cũng đã có một thiếu nữ rất xinh đẹp, thiếu nữ mặc áo gió màu trắng, áo gió mở rộng, bên trong là một bộ trang phục màu đen khêu gợi, tất chân đen, áo ngực màu đen, quần da nhỏ màu đen, hiện tại nhiệt độ không cao, nhưng nàng lại để tảng da thịt lớn lỏa lồ bên ngoài, vậy mà không có chút biểu hiện cảm thấy lạnh. Tư thái gần như hoàn mỹ, cùng với này một bộ trang phục đen trắng gợi cảm tương xứng, làm cho người thiếu nữ này càng thêm lộ ra vẻ mê người, bất quá, trên người nàng tùy ý đều có thể nhìn đến tiểu phi đao cũng đủ để cho người khác nhẫn nhịn rút lui không nghi ngờ chút nào đây là một đóa mặc dù xinh đẹp nhưng cũng không dễ dàng ngắt lấy người lăn xa lão nương một chút thiếu nữ gợi cảm đưa hai ngón tay kẹp phi đao trên mấu u bàn tay phạm trung vân lại đem phi đao rút ra đồng thời một cước đạp phạm trung vân bay xa vài mét hạ thiên lúc này không nhịn được nhắc nhở một câu vợ giao giao đừng nói thô tục chồng người ta đã biết rồi Thiếu nữ gợi cảm quay đầu, hướng hạ thiên quyến rũ cười một tiếng. Em bây giờ không thuộc nữ sao? Mấy ánh mắt nhìn sang thiếu nữ này, cũng là vẻ mặt cổ quái, nàng mà trở thành thuộc nữ. Cái định nghĩa thuộc nữ này, chẳng lẽ là định nghĩa mới sao? Nhìn cái gì vậy, có tin ta móc mắt các ngươi hay không? Thiếu nữ trợn mắt nhìn những người này một cái. Quả nhiên không phải thuộc nữ. Mọi người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, sau đó dối rít xoay người rời đi, cũng không dám xem náo nhiệt. Vợ giao giao, em bây giờ là tương đối thục nữ, nơi này lớn thêm không ít đâu. Hạ thiên thuận tay ôm thiếu nữ, cũng không thèm để ý bên cạnh có người mà ngắt ngược nàng. Chồng, lớn thật sao, thiếu nữ nhất thời trở nên rất vui vẻ. Hạ thiên gật đầu, không sai, là lớn. Thật tốt quá, thiếu nữ hưng phấn không thôi, nhảy lên ôm cổ hạ thiên, sau đó hung hăng hôn một cái trên mặt hạ thiên, phát ra thanh âm vang dội. Bẹp, vợ giao giao, làm sao em lại tới nơi này? Hạ Thiên lúc này có chút kỳ quái hỏi. Thiếu nữ này chính là sở môn đại tiểu thư, thực tế là người khống chế hắc đạo Giang Hải, sở giao, Hạ Thiên gặp phải sở giao cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là hắn lại gặp phải sở giao ở Kinh Thành. chồng ta vốn nghĩ là về Giang Hải, nhưng nghe được tiểu tử tiểu bảo kia nói ngươi ở nơi này gặp phải chút phiền toái, liền trực tiếp từ Sania bay đến nơi này. Sở giao trả lời thật nhanh, thiên ca lúc này một thanh âm từ bên cạnh truyền đến hạ thiên quay đầu nhìn một chút liền thấy được thường tiểu bảo có điều lần này hai người vợ của thường tiểu bảo cũng không có đi theo hắn thiên ca sở giao hay là hai người đi về nhà ta trước thường tiểu bảo suy nghĩ một chút vừa mở miệng nói đúng vậy chồng đến nhà tiểu bảo đi ở khách sạn quá không an toàn sở giao mở miệng tỏ vẻ tán thành hạ thiên suy nghĩ một chút liền đáp ứng cũng không phải cảm thấy nhà thường tiểu bảo an toàn, mà là vợ giao giao đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, làm cho hắn rất là cao hứng, cho nên, hắn tạm thời cũng muốn tìm một nơi không có người nào quấy rầy cùng nàng ở trong thế giới của hai người. Chỗ ở của thường tiểu bảo chính là một cái nhà tương đối cổ xưa, nhà có bốn gian, nhưng mà căn nhà bốn gian này cũng không có nhiều người ở. Trừ thường tiểu bảo cùng hai bà vợ thường tiểu Lan và thường tiểu Bình cùng với ông của thường tiểu bảo thường Đông Lâm, còn có mấy thủ hạ tâm phúc của Thường Đông Lâm cùng mấy người giúp việc. Thường Đông Lâm ở trong nhà, hiển nhiên ông cũng biết chuyện Hạ Thiên, nhưng ông lại hiển nhiên không phản đối Thường Tiểu Bảo đem Hạ Thiên đến nơi đây. Ông tự mình sắp xếp xong xuôi phòng khách cho Hạ Thiên, lại còn nhỏ nhẹ nói với Hạ Thiên. Hạ thần y, cậu cứ việc yên tâm, tôi không dám nói mạnh miệng có thể bảo vệ cậu ở kinh thành vô sự, nhưng chỉ cần cậu đang ở thường gia ta một ngày, chỉ cần thường đông lâm ta còn sống, người sẽ không có việc gì thường ra ra ông cũng đừng lo lắng quá có ta ở đây chồng sẽ không có việc gì sở giao thật nhanh nói một câu sau đó lại bắt đầu đuổi người thường ra ra ông mau đi ra đi tiểu bảo ngươi cũng mau đi ra tôi đã lâu không gặp chồng rồi sở giao hiển nhiên không biết cái gì gọi là khách khí nàng quả thực chính là đem nhà này làm thành nhà mình mà nàng cũng không biết cái gì gọi là căng thẳng lời này của nàng rõ ràng chính là nói cho thường đông lâm cùng thường tiểu bảo nàng đang muốn cùng Hạ Thiên làm những việc làm mà nam nhân cũng thích. Thường Đông Lâm cùng Thường Tiểu Bảo tự nhiên là lập tức rời đi, mà bọn họ vừa đi ra, sở giao liền đóng cửa lại, sau đó liền nhào tới trên người Hạ Thiên, thanh âm trở nên ngọt liệp. Chồng, em thật nhớ anh. Vợ giao giao, anh muốn nhìn cho kỹ, nơi này của em rốt cuộc là bao lớn. Hạ Thiên vừa nói vừa cởi áo ngực của sở giao, ánh mắt trong nháy mắt nóng bỏng hẳn lên, rồi sau đó, hắn liền cúi đầu ngậm một cái tôi cũng muốn tê, tê Tới giờ ăn cơm trưa, thường tiểu bảo đi tới bên ngoài phòng hạ thiên và sở giao, kết quả là nghe được tiếng kêu cao ngất của sở giao, cho nên hắn lập tức thức thời rời đi. Rồi tới lúc ăn cơm tối, thường tiểu bảo liền bắt đầu do dự, có nên đi kêu hạ thiên và sở giao ăn cơm hay không? Rồi dám suy nghĩ một hồi, thường tiểu bảo quyết định để cho vợ hắn đi kêu, lần này cũng là có chút thuận lợi, một hồi sau thường tiểu lan liền dẫn hạ thiên và sở giao xuất hiện, thấy sở dao kia như chim nhỏ nép vào người hạ thiên, thường tiểu bảo càng thêm bội phục hạ thiên, ngay cả loại nữ nhân như sở dao cũng có thể làm cho phục phục thiếp thiếp, thật là siêu cấp châu bò. Đáng tiếc duy nhất chính là, siêu cấp châu bò cũng có gặp thời điểm rủi ro, hiện tại trong kinh thành đã có vô số người muốn giết chết hắn. Đói chết tôi, sở giao giờ phút này cũng đã nhào tới bàn ăn. Tôi ăn trước đây, sở dao ăn như hổ đói, nhưng có chuyện nghĩ mãi mà không ra, không phải nghe nói công lực của chồng hoàn toàn biến mất giống như người bình thường sao? Nhưng vì cái gì phương diện kia của chồng năng lực vẫn còn lợi hại như vậy, làm nàng mệt mỏi gần chết. Nghĩ nửa ngày, sở giao cho ra một cái kết luận, cái loại năng lực này hẳn là thiên phú, cùng võ công không có quan hệ. Chuông điện thoại di động đột nhiên reo lên, hơn nữa không phải là một cái điện thoại di động, mà là bốn năm cái điện thoại cùng một lúc vang lên. Điện thoại di động của Thường Tiểu Bảo còn có đám người Thường Vinh Tâm Phúc của Thường Đông Lâm cũng vang lên, bọn họ nhìn nhau, sắc mặt cũng không khỏi được khẽ thay đổi một cái, sau đó rối rít đứng dậy, tìm một chỗ nghe điện thoại riêng của mình. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người vừa trở lại phòng ăn, mỗi người sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Xảy ra chuyện gì? Thường Đông Lâm mở miệng hỏi. Ông, cảnh sát thủ đô đang bắt người của chúng ta, rất nhiều nơi đã bị niêm phong. Xem ra là có người muốn đối phó với chúng ta." Thường Tiểu Bảo mở miệng nói. Lập tức phân phó xuống, bất luận kẻ nào cũng không được chống cự, không nên cho bọn chúng tìm được lấy cớ." Thường Đông Lâm mở miệng nói. "Dạ, ông." Thường Tiểu Bảo gật đầu, sau đó vội vàng bắt đầu gọi điện thoại. Mà đúng lúc này, chuông điện thoại lại dồn dập vang lên, bất quá lần này cũng không phải là điện thoại người nào vang, mà là điện thoại bàn của Thường gia vang lên. Chương 1150, sinh ra tiểu sư muội xinh đẹp. Một người giúp việc đang chuẩn bị đi nghe điện thoại, nhưng Thường Đông Lâm đứng lên. "Để cho ta nghe, điện thoại hẳn là tìm ta." Thường Đông Lâm rất nhanh cầm lấy điện thoại. "Ta là Thường Đông Lâm. Thường lão tiên sinh, có người để nhờ ta nhắn cho ngươi một câu." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh có chút trầm thấp. "Ngươi là ai?" Thường Đông Lâm mở miệng hỏi. "Thường lão tiên sinh" tôi là ai cũng không quan trọng tôi chỉ là người chuyển lời người đầu dây bên kia lại không chịu tiết lộ thân phận của mình có người để nhờ tôi cho ông biết ông tuổi cũng không nhỏ an tâm dưỡng lão đừng nên cai quản chuyện người khác tốt nhất không cần lo có nên quản hay không là chính ta quyết định còn chưa tới phiên loại người như ngươi ngay cả tên của mình cũng không dám nói lại đối với thường đông lâm ta nói này nói nọ thường đông lâm chìm hừ một tiếng thường lão tiên sinh tôi đã nói xong lời nhắn ông có làm hay không là chuyện của ông nếu ông cứ khư khư cố chấp muốn cùng hạ thiên ở chung một chỗ ông rất nhanh sẽ có biết hậu quả trong giọng nói người đầu dây bên kia đã có một tia tức giận người của ông bị nắm địa bàn của ông bị niêm phong những cái này chẳng qua cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi nói xong những lời này đối phương liền cúp điện thoại thường đông lâm cũng rất mau bỏ điện thoại xuống thần tình có chút âm trầm nhưng rất nhanh, ánh mắt của ông liền khôi phục bình thường. Hạ thần y, chuyện nhà không tốt, ăn cơm trước đi. Dừng một chút, rồi thường đông lâm kêu những người khác. Tiểu bảo, A à Vinh, các người tất cả rồi, cũng tới dùng cơm đi, chuyện này tạm thời cũng đừng quản. Thường tiểu bảo cùng đám người thường Vinh cũng đến bên cạnh bàn, chỉ là đều có chút ăn không biết ngon, cũng là hạ thiên như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa sở giao lại ăn một điểm thục nữ phong phạm cũng không có so sánh với thường tiểu bảo bọn họ, thường đông lâm cũng tương đối bình tĩnh, dù sao cũng là người trải qua bao sóng to gió lớn, tâm lý xem ra rất hơn hẳn bọn họ. Bữa ăn này đối với mọi người thường ra khó nói là bữa ăn tối có chút gian nan, rốt cục ăn cho tới khi nào xong thôi, đã qua 7 giờ đồng hồ rồi, bất quá trong lúc này, cũng là không có điện thoại của ai vang lên, hết thảy dường như thực bình tĩnh, bình tĩnh có chút bất bình thường. Ông, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? thường tiểu bảo rốt cuộc không nhịn được hỏi cái gì cũng đừng làm để ta xem cảnh sát có thể đem trên vạn người cùng nhốt tại cục cảnh sát được mấy ngày thường đông lâm thản nhiên nói bọn chúng nghĩ sử dụng chiêu này làm ta sợ ta sẽ giúp bọn chúng biết đây là hù dọa không đúng người nhưng mà lâm thúc nếu người của chúng ta đều bị giam tại cục cảnh sát sau mấy ngày địa bàn của chúng ta chỉ sợ cúng thường vinh thấp giọng nói mặc dù nói còn chưa dứt lời nhưng tất cả mọi người hiểu được ý tứ của hắn, mặc dù thường ra thực tế khống chế phân nửa hắc đạo của kinh thành, nhưng cũng chỉ là phân nửa mà thôi, một khi những người này toàn bộ vào tù, những thế lực khác nhất định sẽ nhân cơ hội nuốt sạch địa bàn của bọn họ. Đoạt, đã bị đoạt sao? Thường Đông Lâm thản nhiên nói. Đến lúc đó ta đoạt lại là được. Nhưng mà, Thường Tiểu Bảo muốn nói cái gì đó, địa bàn này một khi bị đoạt đi, muốn đoạt lại cũng không phải là dễ dàng như vậy thật ra thì không cần lo lắng, ta để cho tiểu hắc bang coi chừng địa bàn của các ngươi là được. Hạ Thiên lúc này mới nói một câu nói, tiểu hắc thường tiểu bảo sửng sốt, Thiên ca người nói tới ai? A à, chính là bạch tiểu lỗi, hắn cũng là hắc đạo mà. Hạ Thiên lười biếng nói, ta sẽ để cho hắn giúp các ngươi nhìn mấy ngày, đợi người của các ngươi đi ra sẽ đem địa bàn trả lại cho các ngươi là được. A à, là bạch tam thiểu à? Thường Tiểu Bảo nhất thời hiểu được, chỉ là có chút lo lắng. Thiên ca, Bạch Tam tiểu nghe lời người sao? Hắn là tiểu đệ của tôi, dĩ nhiên nghe lời của ta. Hạ Thiên có chút kỳ quái nhìn Thường Tiểu Bảo, làm sao ngươi lại hỏi vấn đề ngốc như vậy? Hơi dừng lại một chút, Hạ Thiên lại nói, bây giờ ta gọi điện thoại cho hắn là được. Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, rồi gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Lỗi. Tiểu Hắc, ngươi đang ở đâu? Đại ca tôi đang ở nhà anh có chuyện gì không bạch tiểu lỗi liền vội vàng hỏi à không có gì người biết chuyện cảnh sát thủ đô đang bắt người không hạ thiên lười biếng hỏi biết có người nói với tôi nhưng mà bọn họ bây giờ là nhằm vào địa bàn thường gia tạm thời còn không có tìm phiền toái cho tôi bạch tiểu lỗi thật mau trả lời anh hiện tại đang ở thường gia hạ thiên không nhanh không chậm nói bọn cảnh sát chút ít ngu ngốc kia là hướng về phía ta là như vậy sao? Bạch tiểu lỗi hơi sửng sờ, hắn cũng là không quá rõ ràng quan hệ của Hạ Thiên và Thường Gia. Không sai, nhưng mà bây giờ ta có không tâm tình đi tìm những thứ phiền toái ngu ngốc kia, cho nên người trước tiên đem những địa bàn kia trong nôm, mấy ngày nữa đợi người Thường Gia từ cục cảnh sát trở về, người đem địa phương trả lại cho bọn họ, hiểu chưa? Hạ Thiên phân phó nói. Dạ hiểu. Bạch tiểu lỗi dĩ nhiên hiểu được, hắn cũng rất sảng khoái đáp ứng. Đại ca, anh yên tâm, ta sẽ giúp họ trong nôm những chỗ này. Vậy thì được, cứ như vậy đi. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, lập tức cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn thường tiểu bảo. Không cần lo lắng rồi, tiểu hắc nói sẽ tìm người trong nôm địa bàn tốt. Thường tiểu bảo còn có chút không quá yên tâm, nhưng thường đông lâm nói chuyện. Nếu như hạ thần y đã an bài tốt, vậy các người cũng không cần quan tâm, bảo với mọi người, không cần làm gì cả, không nên đến cục cảnh sát bảo lãnh người, mấy ngày nữa bọn họ sẽ chủ động tới van xin chúng ta đi thôi chồng cuối cùng là ai muốn hại anh sở giao lúc này mở miệng hỏi anh nói cho em biết em đi chém chết bọn chúng bây giờ rất nhiều người cũng muốn hại anh không có biện pháp người ghen tị với anh nhiều lắm hạ thiên lười biếng nói anh cũng không biết cụ thể người kia là ai nói đến đây hạ thiên nhớ tới chuyện liền quay đầu nhìn thường đông lâm Ông biết người mới vừa gọi điện thoại uy hiếp ông là ai không? Hạ thần y, tôi cũng không rõ, bất quá, tôi sẽ cho người đi thăm dò một chút, mới có thể điều tra ra." Thường Đông Lâm trả lời. "Còn không bằng để mình tự tìm." Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, rồi gọi một cú điện thoại. "Vợ, giúp anh điều tra người nào mới vừa gọi điện thoại đến thường gia, đúng, chính là thường gia Thường Đông Lâm." Đợi đại khái 10 giây đồng hồ, Hạ Thiên liền cúp điện thoại sau đó nói cho mọi người. À, là người của trình gia gọi tới, trước tiên xem bọn họ làm khỉ gió gì, mấy ngày nữa ta đến tìm bọn họ tính sổ. Thường Đông Lâm và đám người thường tiểu bảo nhất thời có chút sững sờ, tốc độ này quá nhanh đi. Lúc này mới không tới một phút đồng hồ, đã điều tra ra rồi. Chồng, anh điện thoại cho ai vậy? Sở giao có chút kỳ quái. Vợ giao giao, mấy ngày nữa em sẽ biết. Hạ Thiên lúc này lại không nói cho sở giao, cũng không phải nghĩ giấu giếm nàng, chẳng qua là bên cạnh còn có người, hắn vẫn cảm thấy không nói trước sẽ tốt hơn. Hắn đương nhiên là điện thoại cho tiểu yêu tinh, bây giờ hắn không muốn cho người khác biết hắn và tiểu yêu tinh vẫn quan hệ mật thiết như vậy, nếu như người khác biết, người ta sẽ cảm thấy triệu gia còn có thể giúp hắn, những người đang ẩn nấp kia sẽ không dám hiện thân. Trông à, có điện thoại kia. Điện thoại của Hạ Thiên lúc này lại vang lên. Hạ Thiên nhìn số điện thoại một chút, rồi nhận điện thoại a à, tam sư phụ người lại muốn ta giúp người tán gái sao điện thoại chính là lữ nhân tam sư phụ của hạ thiên điện tới hắn nghe được lời của hạ thiên nhất thời muốn nổi nóng thúi lắm ta đang theo sư mẫu của ngươi trải qua những ngày thật tốt đây này lại còn tán gái sao vậy người tìm tôi làm cái gì không có tiền sao cho tôi số tài khoản tôi chuyển tiền cho người hạ thiên thuận miệng nói tiểu tử chết bầm ta phải tới tìm ngươi xin tiền sao lữ nhân tức giận nói ta nghe nói tiểu tử ngươi gần đây rất không thuận lợi còn nói bị trọng thương không phải là thật sao có muốn ta hỗ trợ hay không à không có chuyện gì không cần người hỗ trợ nếu người thật muốn giúp ta vậy thì mau sinh một tiểu sư muội xinh đẹp ra đi hạ thiên lười biếng nói tiểu tử ngươi cần tiểu sư muội phải đẹp làm cái gì lữ nhân bất mãn hỏi đương nhiên là cho ta làm vợ rồi hạ thiên một bộ dạng đương nhiên người nhìn xem nhị sư phụ cũng sinh cho ta một sư tỷ xinh đẹp người không sinh một sư muội xinh đẹp người có ý tốt sao biến tiểu tử chết bầm cho dù ta sinh con gái cũng sẽ làm cho nó cách ngươi xa một chút lữ nhân mắng một tiếng lập tức tắt điện thoại cái gì mà sư phụ chứ ta giúp hắn có bà vợ xinh đẹp hắn lại không thể sinh con gái cho ta làm vợ sao hạ thiên nói thầm một câu mọi người hai mặt nhìn nhau, người này thật sự là cường đại, để cho sư phụ hắn sinh sư muội xinh đẹp ra đưa cho hắn làm vợ, đây không phải là chuẩn bị sau này châu già gặm cỏ non sao. Quả thực chính là tai họa cho bông hoa nhỏ của tổ quốc trong tương lai. Thường lão ra, phía ngoài có người cầu kiến. Một người giúp việc lúc này đi đến. Là ai? Thường Đông Lâm hỏi. Là nhị thiếu gia của cố gia, cố Hàn Phong. Người giúp việc trả lời. Là hắn thường đông lâm hơi sửng sờ suy nghĩ một chút sau đó nhẹ nhàng vuốt cằm mời hắn vào không cần mời tôi đã đi vào một âm thanh nhàn nhạt vang lên kèm theo cái âm thanh này một người đẹp trai hơi có chút nữ tính xuất hiện ở bên trong phòng không phải người khác chính là cố hàn phong cố nhị thiếu gần đây ở thủ đô danh tiếng vang dội chẳng qua là không biết cố nhị thiếu tới thường ra ta là gì muốn làm gì thường đông lâm đứng dậy chậm rãi hỏi thường lão gia tử tôi không phải tới tìm ông cố hàn phong nhàn nhạt trả lời sau đó quay đầu tầm mắt rơi vào trên người hạ thiên tôi là tới tìm hắn cố hàn phong ngó chừng hạ thiên trong mắt bắn ra hai tia sáng giọng nói đột nhiên trở nên băng lạnh lên hạ thiên những chuyện nhục nhã ta luôn luôn ghi nhớ trong lòng bây giờ ta nên đem phần sỉ nhục này trả lại cho ngươi rồi cố nhị thiếu nơi này là thường gia hạ thần y là khách quý của thường gia chúng ta cho dù cậu và hạ thần y có gì đụng chạm, vậy xin đợi hạ thần y rời khỏi đây rồi hãy nói." Thường Đông Lâm trầm giọng nói. "Thường lão gia tử, tôi tôn kính ông là người lớn tuổi, nhưng không có nghĩa là tôi sợ ông." Cố Hàn Phong lạnh lùng nói. "Tôi đã tới đây, không cắt đứt tay của Hạ Thiên, ta sẽ không rời đi." "Muốn đánh gãy tay chồng ta, lão nương chém chết ngươi trước." Sở Dao nổi giận, nhảy dựng lên một cái, ánh đao sáng như tuyết hiện lên đao ảnh đầy trời liền cuốn về hướng cố hàn phong, trong không khí, trong nháy mắt liền có mùi sát khí đầy trời. chương 1151, ngay cả vợ của ta cũng đánh không lại. Mọi người của thường gia dối giết tránh ra, hơn nữa thường tiểu bảo trong nháy mắt đã toát cả mồ hôi lạnh, sở giao hiện tại lại trở nên lợi hại như thế sao? Bây giờ nàng đánh bằng đao, chỉ sợ là muốn thiến sạch người nào nên thiến sạch người rồi. Lúc này, thường tiểu bảo cũng không khỏi bắt đầu đồng tình với cố Hàn Phong, Hắn cảm thấy Cố Hàn Phong nếu vận khí tốt mà nói, có thể trực tiếp sẽ bị đau giết chết, vận khí nếu không tốt cũng sẽ bị thiến sạch rồi. Hiển nhiên, đối với một người đàn ông mà nói, Thường Tiểu Bảo cảm thấy, cho dù chết nhưng so với bị thiến vẫn tốt hơn. Giờ phút này, không chỉ có Thường Tiểu Bảo cảm thấy Cố Hàn Phong lành ít dữ nhiều, những người khác trong Thường gia cũng cảm thấy Cố Hàn Phong tám phần tránh không thoát, nhưng rất nhanh, bất luận là Thường Tiểu Bảo hay những người khác cũng biết mình sai lầm rồi. Lấy thân thủ hiện tại của sở giao, người bình thường gặp phải nàng, tuyệt đối một điều chính là đường chết, không chút nào khoa trương mà nói, sở giao có thể chỉ cần ngắn ngủn mười mấy giây, đem một người chân chính mà thiên đao vạn quả, nhưng đáng tiếc chính là, giờ phút này sở giao đối mặt cũng không phải là một người bình thường, mà cũng là người có thực lực cường đại cố hàn phong. Đối mặt vô số đao quang, cố hàn phong cũng không chút nào hoảng loạn, mặc dù sở giao xuất thủ tốc độ rất nhanh, nhưng cố hàn phong tốc độ không còn chậm giống như trước. Hắn nhanh chóng đạp bộ pháp, nhẹ thoát ra khỏi vòng vây đao, sau đó liền bắt đầu phản kích. Cố Hàn Phong lại quỷ mị xuất hiện phía sau Sở Dao, một bàn tay trắng nõn như của nữ nhân thủ trưởng, nhanh như tia chớp lao về phía sau lưng Sở Dao, không có bất kỳ chiêu thức gì phức tạp, nhưng có đôi khi chiêu thức đơn giản mới là chiêu thức lợi hại nhất. Nhưng mà, Sở Dao phản ứng cũng không chậm như trước, nàng cũng không quay đầu lại đem hai phi đao giống như là đôi mắt dài tôi cũng không hiểu là gì luôn bắn tới hướng phía sau nàng chạy thẳng tới Cố Hàn Phong. Cố Hàn Phong không thể không tránh né hai phi đao này, động tác cũng không khỏi hơi dừng lại một chút, mà sở giao trong nháy mắt này, xoay người lại, trên tay cầm thanh cương đao sáng như tuyết, lại một lần nữa trải khắp trời che kín đất phô thiên cái địa bổ về phía Cố Hàn Phong. Hiện tại sở giao, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, một tay phi đao kỹ xảo nhất tuyệt, vì nàng hạ đao đã ra thế công, Cố Hàn Phong bắt đầu lộ ra vẻ có chút không nhẹ nhàng như trước. Hắn kinh sợ bất đắc dĩ phải toàn tâm toàn ý đối phó với công kích của sở giao, sau đó tìm kẻ hở, thỉnh thoảng phát động một lần phản kích. Thiên ca, sở giao sẽ không thua chứ? Nhìn một hồi, thường tiểu bảo không nhịn được hỏi. Sẽ không thua, bất quá muốn thắng cũng khó. Hạ thiên hồi đáp. Mặc dù sở giao nhìn như ở thế thượng phong, nhưng trên thực tế một chiêu không có làm cho cố hàn phong một chút thương tổn nào, một lúc sau sở giao thậm chí còn có thể bị thua dĩ nhiên hạ thiên cũng không lo lắng sở giao nếu là thật sự đánh không lại cố hàn phong hắn tự nhiên sẽ xuất thủ hắn sẽ không bởi vì muốn giả thương mà đứng nhìn vợ mình gặp nguy hiểm giống như buổi sáng thấy mị nhi gặp nguy hiểm hắn cuối cùng cũng xuất thủ bây giờ hắn không phát hiện sở giao gặp nguy hiểm cho nên hắn mới ở bên cạnh quan sát lời nói của hạ thiên cũng rất mau được chứng thật qua mười mấy phút đồng hồ Sở giao cùng Cố Hàn Phong vẫn bất phân thắng bại, cũng là biểu hiện của sở giao vượt ra khỏi dự trù của Hạ Thiên, hắn rất nhanh liền phát hiện, lấy biểu hiện của sở giao dưới tình huống này, cho dù là đánh một thời gian dài, nàng cũng sẽ không thua, bây giờ hắn lo lắng nhất một điều chính là thể lực sở giao có thể sẽ không đủ. Dưới tình huống bình thường, thể lực sở giao hẳn là đầy đủ, chỉ là ngày hôm nay bọn họ làm chuyện đó rất lâu tiêu hao thể lực rất nhiều, hiện tại thể lực sở giao hiển nhiên không bằng thời kỳ phong độ. Cố Hàn Phong, người ngay cả vợ của ta cũng đánh không lại, còn không tự giác cút trở về đi. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói một câu. Vợ giao giao, không cần tiếp tục đánh với hắn, dừng tay đi. Chồng, em muốn chém chết tên khốn kiếp này. Sở giao có chút không chịu dừng tay, trong nhất thời thế công càng thêm mãnh liệt lên. Vợ giao giao, em muốn chém chết hắn từ lúc đầu, vậy mà nửa giờ rồi vẫn còn muốn, quên đi, sau này anh chém hắn chết phân nữa là được. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói. Em cũng đừng có lãng phí thể lực, em nêu giữ lại một ít thể lực, đợi lát nữa chúng ta làm chút vận động có ý nghĩa hơn. Được rồi. Sở giao thu hồi đao, nhanh chóng trở lại trước mặt Hạ Thiên. Cố Hàn Phong ngưng thế công, hắn nhìn về Hạ Thiên, cắn răng, hơi có chút phẫn nộ. Hạ Thiên, bây giờ người cũng chỉ có thể núp ở phía sau đàn bà sao. Ngu ngốc, vậy có bản lãnh người trốn phía sau đàn bà đi hạ thiên bĩu môi còn nữa tên ngu ngốc nhà ngươi thừa dịp ta bị thương công lực hoàn toàn biến mất đến báo thù lại còn không biết xấu hổ nói ta ta không cần toàn lực là có thể một chiêu giết chết ngươi với trình độ của ngươi căn bản là không có tư cách tới làm phiền ta ta thấy ngươi nên chạy về nhà đem những tên lợi hại hơn trong nhà của ngươi đi ra đây hạ thiên ngươi đừng quá kiêu ngạo gương mặt trắng nõn của cố hàn phong kia giờ phút này có hơi hồng không biết nguyên nhân là bị Hạ Thiên chọc tức hay là vừa mới cùng sở giao giã đấu hồi lâu. Thật ra thì bây giờ ta hiện tại rất bận rộn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cũng là tên ngu ngốc nhà ngươi có chút lớn lối, thật ra thì lớn lối không phải là sai, nhưng giống như ngươi vậy, không có năng lực gì lại hết lần này tới lần khác muốn lớn lối, đó chính là 10 phần sai rồi. Ngươi, cố hàn phong giận dữ, tựa hồ vừa muốn động thủ, nhưng nhìn sở giao bên cạnh Hạ Thiên, Cố Hàn Phong rốt cục vẫn phải nhịn xuống, hắn biết, hắn muốn đánh bại sở giao cũng không dễ dàng, hắn chẳng qua là thực căm tức, tên khốn hạ thiên này, bên cạnh làm sao lại nhiều phụ nữ lợi hại như vậy. Lúc trước là người phụ nữ gọi là Mị Nhi đi theo hắn, hiện tại à Mị Nhi đó và hắn cãi nhau, thật không nghĩ đến hắn lại vừa đổi phụ nữ bên cạnh, hơn nữa cũng lợi hại như vậy, tiểu tử này rốt cuộc tìm nơi nào được nhiều Mỹ nữ lợi hại như vậy. Cố nhị thiếu, cậu cần phải đi thường đông lâm lúc này mở miệng nói thanh âm trầm thấp nhưng hàm chứa lửa giận cố hàn phong có chút âm trầm rồi nhìn hạ thiên một cái sau đó mới quay đầu nhìn thường đông lâm giọng nói có chút lãnh đạm thường lão gia tử ông đã không hoan nghênh tôi tôi tự nhiên sẽ rời đi nhưng mà trước khi đi khuyên ông một câu chuyện của người khác tốt nhất đừng động tới cố nhị thiếu vậy lão đầu tử ta cho ngươi một câu khuyên thường đông lâm chậm rãi nói thành công thì không cách nào làm lại. đừng tưởng rằng cậu còn có thể ở thủ đô đánh ra lông trời lỡ đất. Hạ Thiên, ta sẽ còn tới tìm ngươi. Cố Hàn Phong lại không để ý đến Thường Đông Lâm, quẳng xuống một câu như vậy, sau đó đột nhiên xoay người rời đi. Lần sau mà nhìn thấy tên khốn kiếp nhà ngươi nữa, bà nhất định chém chết ngươi. Sở Giao hướng về phía bóng lưng Cố Hàn Phong nói một câu. Hạ Thiên rũi lưng một cái, lầm bầm lầu bầu tối nay hẳn là không ai đến làm phiền nữa chứ chồng sao anh giống như hy vọng có người tới làm phiền vậy sở giao có chút buồn bực không có anh chỉ là đang nghĩ nếu như không ai tới làm phiền là chúng ta thể đi ngủ phải không hạ thiên cười hì hì nói sở giao không khỏi thì thầm một tiếng bây giờ mà đi ngủ có phải hơi sớm hay không vợ giao giao ta cảm thấy được không còn sớm Hạ Thiên vừa nói liền đem Sở Dao chặn ngang bế lên. Chúng ta đi ngủ đi. Nhìn Hạ Thiên cứ như vậy đem Sở Dao ôm đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, mà đợi Hạ Thiên và Sở Dao biến mất trong tầm mắt của bọn họ, Thường Tiểu Bảo rốt cục không nhịn được nói. Hạ Thiên thật mất đi võ công sao? Hắn khí lực giống như là còn rất lớn vậy, Sở Dao lớn người như vậy mà ôm cái như con mèo nhỏ. Tiểu Bảo, đừng quan tâm nhiều như vậy, làm việc của chúng ta là được. Thường Đông Lâm thản nhiên nói. Thường Tiểu Bảo gật đầu, cũng không nói gì nữa. Y nhân các, Y Tiểu Âm giờ phút này không tiếp tục luyện công, mà lại yên lặng ngồi trong đình, trong đình có chút tối tâm, chỉ có cách đó không xa trong phòng bắn ra ánh đèn, để cho nơi này mơ hồ có một tí ánh sáng. Y Tiểu Âm cứ như vậy ngồi trong bóng đêm, như vậy hình như càng thêm cho nàng một loại cảm giác yên lặng, giờ khắc này, nàng cũng không còn suy nghĩ gì cả, cũng chỉ là hưởng thụ phần yên tĩnh khó có được này. Nhưng mà, phần yên tĩnh này cũng không thể hưởng thụ quá lâu, tiếng bước chân rất nhỏ rất nhanh phá vỡ loại tĩnh lặng này, thanh âm của A Cửu cũng rất mau truyền vào trong tai Y Tiểu Âm. Tiểu thư, Y Tiểu Âm nhẹ khẽ thở ra một hơi, quay đầu. Tình huống thế nào? Tiểu thư, tên khốn kia bắt đầu xuất hiện từ ngày hôm qua, cũng đã có rất nhiều người tìm hắn gây phiền toái, lại còn có mấy lần nhầm vào hắn ám sát. Nhưng mà, tên khốn kia vận khí quá tốt, mặc dù Mộc Hàm không ở kinh thành, người triệu gia vậy hình như không quan tâm chuyện của hắn, nhưng hôm qua vào thời điểm quan trọng, mỹ nhi ở bên cạnh bảo vệ hắn. ngày hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, hắn và mỹ nhi cãi một hồi. mỹ nhi nói không quan tâm đến chết sống của hắn, tôi vốn tưởng rằng như vậy sẽ có cơ hội, nhưng nào biết bên cạnh hắn lại xuất hiện một nữ nhân nữa. a à, cửu có chút phẫn nộ, nữ nhân này không phải người thủ đô mà là sở giao ở thành phố giang hải, nhưng nàng vậy rất lợi hại. hơi dừng lại một chút a cửu lại nói tên khốn kia hiện tại ở nhà thường gia nghe nói cố hàn phong mới vừa đi thường gia nhưng không có chiếm được tiện nghi cũng là bởi vì sở giao ở đây điều này không kỳ quái y tiểu âm nói thật nhỏ lấy năng lực của hắn trong thời gian ngắn là có thể tạo ra được một người cao thủ sở giao nếu là nữ nhân của hắn lợi hại cũng không có gì ly kỳ tiểu thư vậy chúng ta nên làm gì bây giờ a cửu có chút không cam lòng lần này là cơ hội tốt nhất chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho hắn sao a à cửu ta cảm giác cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ y tiểu âm nhẹ nhàng nói tên khốn kia không phải người ngu hắn biết rõ thủ đô kẻ địch vô số vậy mà sau khi mất đi võ công lại còn rêu rao khắp nơi điều này có vấn đề còn nữa ta nhất khó lý giải chính là theo như đồn đãi hắn hình như ngay cả y thuật cũng mất đi ta cảm thấy điều này hoàn toàn không thể nào Mặc dù y thuật của hắn nhờ cái gọi là chân khí, nhưng hắn cho dù không có chân khí, cũng có thể còn hiểu được căn bản y thuật, mà cho dù là cơ bản nhất này của y thuật, cũng đủ làm cho hắn trở thành danh y của thủ đô. Hắn vẫn có đầy đủ tư chất, không đến nổi đến tình trạng như bây giờ. Tiểu thư, người hoài nghi tên khốn kia đang ngụy trang. A cửu không khỏi hỏi. Ta không dám chắc, nhưng ta cảm thấy khả năng này là rất lớn. Y tiểu âm gật đầu. Tóm lại, A à Cửu, chúng ta hiện tại không nên có hành động khinh suất, tiếp tục âm thầm quan sát là được. Biết rồi, tiểu thư." A à Cửu mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đông đông đông. Lúc này, đột nhiên tiếng gõ cửa có chút mãnh liệt từ cửa lớn truyền đến. Chương 1152, biện pháp chữa bệnh kiểu mới. "A à Cửu, em ra ngoài xem thế nào." y tiểu âm mở miệng nói, cặp mày khẻ chau rất ít người gõ cửa nhà nàng lớn tiếng như vậy, điều này không bình thường. Vâng, tiểu thư. A à, cửu lên tiếng rồi bước về phía cửa chính. Cẩn thận một chút. Y tiểu âm dặn dò một câu, đối phương gõ cửa như vậy có hai khả năng, một là sự việc khẩn cấp, hai là cố ý đến tìm phiền toái. Tất nhiên y tiểu âm cảm thấy dự đoán đầu tiên có khả năng lớn hơn, dù sao nếu là cố ý đến tìm phiền toái thì nên trực tiếp phá vỡ cửa chính a cửu ra mở cửa thì nghe được một âm thanh vội vàng a cửu tiểu thư có y tiểu thư ở đây không bố tôi bệnh rất nặng bộ trưởng lưu a cửu nhìn ra ngoài nàng phát hiện một người đang có một người khác người kia có vẻ đã hôn mê người này cũng không xa lạ gì với nàng đó là người bệnh của tiểu thư một vị quan lớn ở thủ đô bộ trưởng lưu anh chờ chút a cửu lập tức nói một câu nàng định về phòng xin chỉ thị của y tiểu âm nhưng đúng lúc này âm thanh của y tiểu âm từ phương xa truyền đến. A Cửu, để bọn họ vào đi, trước tiên mang người bệnh vào phòng. Vâng, tiểu thư. A Cửu lên tiếng, sau đó nàng vội vàng mời con của bộ trưởng Lưu vào phòng. Vào đi, theo tôi. Cảm ơn A Cửu tiểu thư. Con của bộ trưởng Lưu cũng không nhỏ tuổi, khoảng 40, có bộ dạng rất trung hậu thành thật. Theo A Cửu được biết thì người này thật sự trung hậu thành thật, ít nhất đây cũng là thực tế. A Cửu nhanh chóng đưa hai cha con bộ trưởng Lưu vào trong một căn phòng, đó là nơi mà y tiểu âm chuyên dùng để xem bệnh cho bệnh nhân, dù có nhiều khi nàng ngồi trong đình xem bệnh, nhưng nếu là bệnh nặng thì sẽ không thể nào ngồi, chỉ có thể mang đến đây. Người bệnh đã hôn mê, y tiểu âm bắt mạch cho đối phương, lần này bắt mạch hơi lâu, khoảng 3 phút mới đứng lên. Y tiểu thư, cha tôi thế nào? Con của bộ trưởng Lưu cũng không nhịn được phải hỏi. Lưu tiên sinh, Tình huống của Bộ trưởng Lưu thì anh cũng biết rất rõ, 3 năm trước ông ấy đã được chẩn đoán có khối u trong não, nếu trực tiếp giải phẫu thì thành công rất thấp, lúc đó tôi đề nghị các anh sử dụng liệu pháp trung y và Bộ trưởng Lưu cũng đã sống thêm được 3 năm. Nhưng, Bộ trưởng Lưu không chịu về hưu, vẫn giữ chức vụ, vì vậy 3 năm qua cũng chuyển biến xấu hơn, lúc này mới hôn mê. Y tiểu âm thản nhiên nói: "Bây giờ tôi chỉ sợ cũng bất lực." "Không, y tiểu thư, cô khẳng định có biện pháp." nhất định phải làm cho cha tôi tỉnh lại. Tôi biết rõ cô có biện pháp, tôi còn nghe nói cô có năng lực thần kỳ kéo dài tính mạng, dù thế nào cũng xin cô cho tôi sống thêm một thời gian nữa. Người con của Bộ trưởng Lưu đã mất đi sự tỉnh táo, rõ ràng hắn không thể tiếp nhận sự thật là cha mình hết đường cứu chữa. Lưu tiên sinh, ngân châm cứu mạng chỉ có thể kéo dài mạng sống chưa đến một tháng, hơn nữa phương pháp này có tác dụng phụ rất lớn, tôi thật sự không thể làm như vậy. Y tiểu âm trầm ngâm một chút, Thật ra tuy tôi bất lực với khối u trong não của Bộ trưởng Lưu, nhưng bây giờ ở thủ đô vẫn có người chữa tốt cho ông ấy. Y tiểu thư, cô nói đến Hạ Thiên. Đứa con của Bộ trưởng Lưu cũng cười khổ. Tôi cũng biết rõ cậu ta ở thủ đô, nhưng tôi không tin y thuật của cậu ta, đồng thời người này cũng không dễ tiếp xúc, cậu ta cũng chưa chắc sẽ chữa trị cho cha tôi. Hơn nữa lúc này tôi cũng nghe nói bây giờ cậu ta vì bị thương mà y thuật cũng giảm xuống, sao hắn có thể vượt qua được y tiểu thư. Tóm lại, Y tiểu thư, tôi tin cô, cô đã làm cho cha tôi sống thêm 3 năm với khối u trên não, tôi tin cô có biện pháp làm cha tôi sống được lâu hơn. Y tiểu âm trầm mặc một lúc, một phút sau nàng mới mở miệng. Lưu tiên sinh, thật ra tôi đã nghiên cứu một liệu pháp mới, nếu thành công thì tôi có thể làm cho bộ trưởng Lưu sống lâu hơn, có thể làm cho ông ấy sống thêm 3 năm, hoặc là 30 năm cũng không có vấn đề. Nhưng tôi cũng phải nói cho anh biết, tôi cũng không 10 phần nắm chắc, nếu anh đồng ý tôi có thể thử biện pháp này. Thật sự có thể làm cho cha tôi sống lâu hơn 3 năm sao. Con của Bộ trưởng Lưu chợt tỏ ra kích động. Lưu tiên sinh, nếu thành công thì thật sự có thể, nhưng tôi cũng không thể bảo chứng sự thành công. Y tiểu âm chậm rãi nói. Nhưng nếu dùng ngân châm kéo dài tính mạng, Bộ trưởng Lưu sẽ không thể nào sống quá 3 tháng. Nếu Lưu tiên sinh tin lời tôi, như vậy tôi có thể dùng thử phương pháp trị liệu mới. Tôi tin, tôi tất nhiên rất tin, Y tiểu thư, vậy làm phiền cô tranh thủ thời gian trị liệu cho cha tôi, dù không thành công tôi cũng không trách y tiểu thư." Con của bộ trưởng Lưu nói ngay, hắn thật sự rất tin y tiểu âm, nếu không thì cha phát bệnh và hắn sẽ chẳng lập tức mang đến nơi này. "Vậy thì được, làm phiền anh ra ngoài chờ." Y tiểu âm thản nhiên nói. Con của bộ trưởng Lưu được đưa ra ngoài phòng, A Cửu tất nhiên giữ lại. "A Cửu, châm số 1." Y tiểu âm đứng bên giường bệnh, nàng chậm rãi nói. Thường ra, sở dao dạng chân trên người Hạ Thiên, nàng vẫn mặc áo khoác màu trắng, nhưng trên người nàng ngoài chiếc áo khoác thì chẳng còn thứ gì. Trước đó vì tiết kiệm mà bây giờ tỏ ra rất hữu dụng, nàng liên tục lắc eo để Hạ Thiên hưởng thụ. Rất lâu sau sở dao mới yếu ớt gục lên người Hạ Thiên, nàng lặng lặng không nói lời nào, chỉ biết thở gấp. Hai tay Hạ Thiên khẽ ve vuốt ra thịt trắng nón của sở dao, hắn rất hưởng thụ những xúc cảm tuyệt vời này, nhưng sau đó tất cả đã bị người ta cắt ngang những âm thanh ầm ý từ bên ngoài truyền đến, với năng lực của Hạ Thiên thì không cần thấy cũng hiểu bên ngoài xảy ra chuyện gì. Rõ ràng có người không chịu được một buổi tối, thường Đông Lâm không thỏa hiệp giống như chọc giận người khác, kết quả là sau khi quét sạch địa bàn của thường Đông Lâm, cuối cùng cảnh sát đến thường ra bắt luôn tất cả mọi người bên trong. Trông, bên ngoài hình như có cảnh sát. Sở giao lúc này đứng lên, nàng muốn mặc quần áo vào. Hạ Thiên ngăn cản động tác của nàng, sau đó hắn nghiêng người đặt nàng xuống bên dưới vợ giao giao không cần quan tâm cảnh sát sẽ không đến chỗ này chồng sao anh biết sở giao có chút buồn bực vì chồng em thứ gì chẳng biết hạ thiên nói một câu vợ giao giao chúng ta tiếp tục chuyện riêng chuyện gì ư ừ. sở giao lúc bắt đầu còn chưa rõ nhưng nàng chợt cảm thấy một cảm giác phong phú khoảnh khắc sau nàng đã hiểu chồng nàng muốn làm gì nửa giờ sau Thường ra rất yên tĩnh, Hạ Thiên và Sở Giao cũng yên tĩnh trở lại, từ đầu đến cuối đám cảnh sát không đến gian phòng này, nhưng Hạ Thiên biết lúc này thường ra chỉ còn lại hắn và Sở Giao, tất cả những người còn lại đều bị cảnh sát đưa đi. Vợ Giao Giao, nên mặc quần áo vào thôi. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Sao? Sở Giao có chút sững sờ. Chồng, muộn thế này mà chúng ta còn ra ngoài sao? Không phải ra ngoài, có vài thằng ngu muốn đến gây phiền hạ thiên lười biếng nói anh cũng không muốn dáng người của em bị người ta nhìn thấy còn có người đến sao sở giao vừa mặc quần áo vừa nói không phải anh nói cảnh sát sẽ không đến đây sao cảnh sát không đến nhưng có kẻ khác đến vợ giao giao sao lại ngốc như vậy hạ thiên đứng lên bắt đầu mặc quần áo sở giao cuối cùng cũng mặc quần áo sau đó nàng không nhịn được phải hỏi chồng rốt cuộc là ai đến em nhìn ra cửa sẽ biết Hạ Thiên lười biếng nói. Sở giao vô thức nhìn về phía cửa, sau đó một tiếng ẩm vang lên, cửa bị người ta đá văng. Sở giao nhảy dựng lên, hai cây phi đao phóng ra như chấp, mà người cũng nhanh chóng nhào ra phía cửa. Trong tầm mắt nàng chợt xuất hiện hai người đàn ông, vì vậy nàng bổ đao đến không chút do dự. Đúng lúc này một luồng cuồng phong đột nhiên cuốn về phía sở giao, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn vượt xa phản ứng của nàng. Á! À, sở giao kêu lên một tiếng đau đớn, Nàng bay ngược vào phòng, lúc này nàng cũng phát hiện bên ngoài còn có người thứ ba, một người đàn ông mặc trường bảo sám rất quỷ dị. Hạ thiên đưa tay chụp lấy sở dao, sau đó hắn phát hiện tình huống của nàng và không khỏi thở ra một hơi. Tuy nàng bị đối phương đánh bay nhưng cũng không tính là bị thương, xem ra người ra tay cũng đã hạ thủ lưu tình. Chồng, người kia rất lợi hại, em đánh không lại hắn, nếu không chúng ta chạy đi nhé. Sở dao đứng vững người rồi khẽ nói đi ra xem sao hạ thiên tất nhiên sẽ không chạy hắn kéo sở dao ra khỏi phòng và quét mắt nhìn ba người trong sân khi thấy người đàn ông áo bảo xám thì hạ thiên có chút kinh ngạc người này chẳng lẽ là tên mà chị mộng đã nói nhưng nhìn hai người còn lại thì hạ thiên có chút mơ hồ có lẽ là mình lầm vì tên áo bảo xám này không có quan hệ gì với cố gia mà có quan hệ với viên gia vì hai người đàn ông còn lại lúc này có một người là viên thế tài hạ thiên cũng không nhận ra người còn lại nhưng hắn có thể thấy được ánh mắt hận thù của đối phương xem ra người này cũng là kẻ thù của hắn hạ thiên mày không ngờ mình cũng có ngày này phải không viên thế tài nhìn hạ thiên trong giọng nói có chút khoái ý và oán độc tất cả đều rõ ràng này tên mặc áo bảo sám kia ông là ai hạ thiên không quan tâm đến viên thế tài hắn nhìn về phía người đàn ông áo bảo sám đối với hắn thì viên thế tài không đáng để nhắc đến tên áo bảo sám kia mới đáng coi trọng tôi là viên thế chính. Tên đàn ông áo bảo xám mở miệng, giọng điệu ẩn giấu lực lượng khổng lồ. Nghe nói cậu đến từ Thanh Phong Sơn. chương 1153, viên thiên chính. Chú cũng họ viên sao? Hạ thiên có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn xác nhận người đàn ông áo bảo xám có quan hệ với viên gia, đồng thời hắn cũng có thể xác nhận tên này chính là người mà chị Mộng từng nhắc đến, vì người này vừa mở miệng đã nhắc đến Thanh Phong Sơn. Đúng vậy, tôi họ viên, viên thiên chính thản nhiên nói tôi biết cậu là hạ thiên nhưng tôi càng muốn biết có phải cậu đến từ thanh phong sơn anh từ đâu tới không liên quan đến chú hạ thiên lười biếng nói nhưng anh cũng mặc kệ chú từ đâu đến bây giờ chú tốt nhất nên đứng cách xa anh ra một chút hạ thiên bây giờ mày từ đâu đến cũng không muốn thừa nhận sao viên thế tài cười lạnh một tiếng nhưng không sao tao sẽ nhanh chóng để mày thừa nhận các người muốn làm gì sở giao dùng ánh mắt hung hăng nhìn viên thế tài. Người mau cút đi, nếu không ta sẽ một đao chém chết. Cô chưa có bản lĩnh này. Viên thế tài dùng ánh mắt khinh thường nhìn sở giao. Nếu cô thức thời thì bây giờ nên đứng cách hạ thiên ra một chút, tôi còn có thể tha cho cô một mạc, nếu cô thật sự cảm thấy không làm được, tôi đây không sợ nói cho cô biết. Đối với một người phụ nữ như cô thì sẽ là mục tiêu tranh cướp của đám người ở địa hạ thiên đường. Mẹ mày mới là người mà đám địa hạ thiên đường muốn đoạt. Sở giao mở miệng mắng ngay. Không đúng, mẹ mày nhất định là rất xấu, cùng lắm chỉ có thể nhắm mắt đưa chân mà thôi. Địa hạ thiên đường chính là một câu lạc bộ nổi tiếng ở thủ đô, nghe nói tố chất của tiểu thư bên trong tương đối cao, cũng vì thế mà sở giao nghe viên thế tài nói muốn đưa mình đi làm tiểu thư thì lập tức mắng ngay, mà tiêu chuẩn mắng người cũng rất khá. Vì vậy viên thế tài bị mắng đến mức gương mặt đỏ bừng bừng, sau đó giận tím mặt. Con, muốn chết sao? Mày mới là, cả nhà mày đều là. Sở giao lập tức phản kích. Tiểu cô nương, nói chuyện khách khí một chút, tôi cũng không muốn ước hiếp cô, nhưng nếu cô nói chuyện lỗ mãng như vậy, đừng trách tôi không khách khí. Viên thiên chính thản nhiên nói. Ai dám ước hiếp vợ anh, anh sẽ xử lý kẻ đó. Hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn viên thiên chính. Hạ thiên, tôi tin cậu trước đó có năng lực cực mạnh, nhưng bây giờ cậu căn bản không phải là đối thủ của tôi viên thiên chính chậm rãi nói hôm nay tôi đến đây là muốn biết có phải cậu xuất thân từ thanh phong sơn chỉ cần lấy được đáp án này thì tôi sẽ bỏ đi ngay à anh đến từ thanh phong sơn vậy bây giờ chú có thể đi được chưa hạ thiên nhanh chóng nói rất tốt tôi sẽ bỏ đi ngay nhưng tôi phải mang cậu đi viên thiên chính nhàn nhạt, nhạt nói một câu rồi đột nhiên đánh về phía hạ thiên chồng chạy mau sở giao nhấc tay lên bắn ra bốn thanh phi đao tay kia lại kéo Hạ Thiên lui về phía sau. Nàng biết mình không phải là đối thủ của viên thiên chính, lựa chọn duy nhất chỉ có thể bỏ trốn, nàng cũng không muốn cho chồng bị bắt. Muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Viên thế chính khẽ nói một câu, sau đó bóng xám lóe lên, hắn xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, tay phải chợt vung ra nhanh như chớp. Còn bốn thanh phi đao mà sở giao bắn ra căn bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với viên thiên chính. Sở giao trượt căng thẳng, Nàng tiếp tục phóng ra bốn thanh phi đao, nhưng lúc này phi đao của nàng cũng không bắn về phía viên thiên chính, mà bắn về phía một tên đàn ông nào đó không biết tên và viên thế tài. Sở dao vừa ném ra phi đao vừa kéo hạ thiên chạy trốn, nàng dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía viên thế tài, nàng quyết định đánh nam cứu bắc. Viên thiên chính cũng không quay đầu lại, hắn tùy ý dùng tay trái đánh ra vài trường, vì vậy mà tất cả phi đao của sở dao đều bị đánh rơi lúc này sở giao đang phóng về phía viên thế tài cũng đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ phóng về phía mình thân thể nàng chợt mất đi khống chế rồi bay lên không tay phải của viên thiên chính vẫn duỗi về phía hạ thiên tuy hạ thiên có ý muốn lui về phía sau vài bước nhưng tốc độ rõ ràng không thể sánh với viên thiên chính vì vậy mà chỉ sau khoảnh khắc thì bàn tay của viên thiên chính đã đến trước ngực hạ thiên chưa đến một tất vẻ mặt viên thiên chính lúc này có chút thoải mái thậm chí có vẻ như chút đi gánh nặng vài ngày trước đó hắn từng thấy năng lực hùng mạnh của hạ thiên mà những ngày này hắn thật sự khó tin có người tu tiên với năng lực khủng bố như vậy lại mất đi công lực cho nên mãi đến tối nay hắn mới chạy đến xem thế nào khi thấy hạ thiên thì viên thiên chính có chút tin tưởng những lời đồn bên ngoài vì hắn thấy hạ thiên không có chút sóng chân khí dao động khoảnh khắc này coi như hắn hoàn toàn tin cũng chính vì như vậy hắn mới dễ dàng tiếp cận đối phương nhưng vẻ thoải mái trên mặt viên thiên chính chỉ xuất hiện chưa đến một giây đồng hồ ngay sau đó đã biến thành cực kỳ ngưng trọng, vì hắn đột nhiên thấy một sợi tơ trắng dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía mình. Đáng lý đó là một sợi tơ màu trắng nhưng lúc này lại phóng đến như một mũi rên thẳng tắp, tốc độ lưu chuyển của không khí giống như cũng vì sự xuất hiện của mũi tên này mà trở nên nhanh hơn hẳn. Với năng lực của viên thiên chính thì chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra trong sợi tơ trắng kia ẩn giấu một lực lượng mà hắn khó thể nào coi thường. Viên thiên chính không thể nào không thu tay, hắn nhanh chóng lui về phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó có một người phụ nữ mặc trường bào màu trắng chợt xuất hiện. Những từ ngữ như quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại hay bất kỳ những câu nói nào miêu tả về vẻ đẹp hầu như đều có thể dùng với người phụ nữ này, nàng giống như một tiên nữ từ trên trời hạ xuống rồi đứng trước mặt hạ thiên. Xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào? Viên thiên chính dừng ở trước mặt người phụ nữ áo bào trắng xinh đẹp, hắn dùng giọng có chút khách khí nói. Từ xưa đến nay thủ đô là chốn ngọa hổ tàng long, viên thiên chính lúc này cảm thấy điều này rất đúng, hắn vừa mới xuất quan thì đã cho rằng trên đời này khó còn địch thủ, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra, không chỉ có người ở Thanh Phong Sơn có thực lực hùng mạnh, ở thủ đô này vẫn có người là đối thủ hùng mạnh của hắn. Người phụ nữ áo bào trắng vẫn chưa trả lời câu hỏi của viên thiên chính, nhưng viên thế tài ở bên kia đã hô lên kinh hoàng. Tống Ngọc Mị, thế tài, người nhận ra cô ta. Viên Thiên Chính không khỏi quay đầu hỏi. Đúng vậy, cô ấy là Tống Gia Đại Tiểu Thư, Tống Ngọc Mỹ. Viên Thế Tài khẽ trả lời, trong lòng lại cực kỳ kinh hoàng, hắn dù thế nào cũng không ngờ, Tống Gia Đại Tiểu Thư nhìn có vẻ yếu đuối kia lại hùng mạnh đến mức độ như vậy. Cô ta bao nhiêu tuổi rồi? Viên Thiên Chính không khỏi hỏi một câu. Đầy 20, vẫn chưa đến 21. Viên Thế Tài tất nhiên biết rõ điều này. Vẻ mặt Viên Thiên Chính không khỏi biến đổi. Trước đó nghe nói Hạ Thiên chưa đến 20 thì hắn thật sự rất kinh hoàng, vì hắn thấy người tu tiên có tu vi cao, ngoài thiên phú thì cần phải có thời gian, nếu 20 tuổi mà mạnh như Tống Ngọc Mị vào lúc này cũng hoàn toàn khó tưởng tượng. Viên tiên sinh, tôi nghĩ bây giờ cũng không cần phải giới thiệu nữa. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị có chút lãnh đạm. Tôi không muốn là địch của viên gia các người, nhưng tôi hy vọng anh hiểu, trước khi tình hình vết thương của Hạ Thiên tốt hẳn lên, nếu các người muốn ra tay với cậu ấy, trước hết phải hỏi tôi có đồng ý hay không đã tống đại tiểu thư cô hình như không có quan hệ gì với hạ thiên thì phải viên thiên chính chậm rãi nói ngu ngốc chị ấy là vợ tôi hạ thiên tức giận nói sau đó hắn còn thuận tay ôm eo tống ngọc mị điều này coi như đã chứng minh quan hệ giữa hai người con bà nó viên thế tài thật sự nổi giận tên khốn này tìm đâu ra nhiều vợ như vậy hơn nữa cả đám còn chạy ra giúp đỡ thằng này mới chết trước đó là Mỹ Nhi, sau đó là Sở Giao, bây giờ là Tống Ngọc Mỹ. Hạ Thiên, nếu là đàn ông thì cũng đừng mãi đứng sau lưng đàn bà. Viên Thế Tài nổi giận giống về phía Hạ Thiên. Nếu mày là đàn ông thì tiến lên đánh tay đôi với bà, bà sẽ lập tức chém mày thành 18 mảnh. Sở Giao dùng giọng khinh thường nói. Viên Thế Tài chợt á khẩu không biết nói lời nào. Tống Đại Tiểu Thư, nói như vậy là cô nhất định muốn giúp Hạ Thiên. Viên Thiên Chính hỏi, sau đó hắn không tự giác phải nhìn bàn tay hạ thiên ôm eo tống ngọc mị trong lòng thật ra đã có đáp án viên tiên sinh theo tôi được biết thì hạ thiên và viên gia cũng chẳng phải có thù hận đến mức không thể giải tối đa chỉ là đám đàn ông tranh giành tình nhân với nhau mà thôi tống ngọc mị nhìn viên thế tài sau đó nàng tiếp tục nói chút chuyện như vậy mà dẫn đến kết quả anh sống tôi chết chẳng lẽ các người không cảm thấy điều này là không đáng sao tống đại tiểu thư tôi thấy cô có chỗ không biết viên thiên chính lắc đầu tôi và hạ thiên có ân oán cũng không phải vì tranh giành tình nhân nhưng sư môn của hạ thiên lại chiếm một thứ vốn thuộc về tôi sư môn của hạ thiên lấy thứ thuộc về anh tống ngọc mị chợt có chút mê hoặc nàng quay đầu nhìn hạ thiên giọng điệu cũng lập tức trở nên dịu dàng cậu có hiểu anh ta nói gì không tuy không rõ lắm nhưng tôi có thể phỏng đoán hạ thiên cười hì hì trả lời người này cho rằng thanh phong sơn là của hắn muốn lấy lại nhưng đúng là nằm mơ, Thanh Phong Sơn bây giờ là của thần tiên tỷ tỷ, sao có thể trả lại. Hạ Thiên, Thanh Phong Sơn vẫn luôn là của tôi, năm xưa tôi vì chút nguyên nhân đặc thù mà rời khỏi nơi đó, bây giờ tôi quay về, các người nên trả lại. Viên Thiên Chính chợt có chút tức giận. Hành vi của các người có khác nào là cường đạo? Này, chú nói gì? Chú nói Thanh Phong Sơn là của mình, vậy chú đến đó còn không vào được, vậy mà dám không biết xấu hổ nói Thanh Phong Sơn là của mình sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn viên thiên chính. Còn nữa, cho dù trước kia là của chú, bây giờ đã bị anh chiếm, như vậy là của anh, chú cảm thấy anh là cường đạo cũng được, không có vấn đề gì. Cậu, viên thiên chính cảm thấy khó thở. Cậu cái gì, anh muốn cướp thanh phong sơn, chú làm gì được anh? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn viên thiên chính, hắn không có ý muốn nhường lại thanh phong sơn, vì nơi đó là nhà của hắn và thần tiên tỷ tỷ, hắn sao có thể trả lại cho bất kỳ ai khác. Được, xem ra không thể thương lượng. Viên thiên chính thức giận hừ một tiếng, sau đó hắn đánh về phía hạ thiên như chớp. Mà Tống Ngọc Mỹ cũng không chậm, sợi tơ bạch sắc rung lên, sau đó phóng vào bàn tay viên thiên chính. chương 1154, chiến đấu không thể thất bại. Một trận chiến thật sự đã được mở màn, đối với viên thiên chính thì đây chính là một cuộc chiến bất đắc dĩ, là cuộc chiến mà hắn phải tiến hành. Thật ra cũng không phải hắn nổi giận vì những lời nói của Hạ Thiên, nhưng những lời của hạ thiên vừa rồi thật sự làm hắn bỏ đi ảo tưởng trước đây thật sự viên thiên chính còn ảo tưởng để hạ thiên đến thanh phong sơn truyền lời để cho chủ nhân hiện tại nhường thanh phong sơn cho mình nhưng lời nói vừa rồi đã chứng tỏ chủ nhân bây giờ chính là hạ thiên cũng không còn là viên thiên chính viên thiên chính không còn lựa chọn nào khác hắn cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp cưỡng chế lấy lại thanh phong sơn không phải hắn phải buông tha ý nghĩ lấy lại thanh phong sơn nhưng hắn biết rõ mình khó thể nào bỏ qua, trăm năm qua đi, hoàn cảnh của địa cầu đã hư hại cực kỳ lợi hại so với trước kia, linh khí càng thêm mỏng manh, càng không thích hợp cho người tu tiên sinh tồn. Nếu hắn muốn sống tốt, muốn kết thành kim đan để sinh mệnh kéo dài, hắn nhất định phải trông cậy vào Thanh Phong Sơn, không phải chỉ vì linh khí trên Thanh Phong Sơn rất nồng hậu, mà trên đó còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, là những thứ có lợi cho quá trình tu luyện. Điều làm cho Viên Thiên Chính càng cảm thấy bất đắc dĩ chính là bây giờ chủ nhân của Thanh Phong Sơn là rất mạnh so với mình, chỉ cần uy lực của Càn Khôn đại trận cũng đủ làm hắn cảm thấy sợ hãi. Vì vậy hắn mới về thủ đô điều tra một phen, sau đó biết Hạ Thiên có liên quan đến Thanh Phong Sơn. Trước đó vài ngày hắn tận mắt thấy Hạ Thiên ngự khí phi hành, vì vậy càng xác nhận Hạ Thiên xuất thân từ Thanh Phong Sơn nhưng hắn cũng khẳng định mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, dù bế quan trăm năm cũng không phải là đối thủ của một kẻ chưa đến 20 tuổi đầu như Hạ Thiên. Điều này càng làm cho viên thiên chính cảm thấy mình căn bản không thể nào cưỡng chế lấy lại thanh phong sơn, cũng vì như vậy mà ý nghĩ muốn thỉnh cầu chủ nhân hiện tại trả lại thanh phong sơn của hắn mới trở thành ảo tưởng. Nhưng Hạ Thiên bị thương, điều này làm cho viên thiên chính tìm được cơ hội ngàn năm một thuở, cũng là cơ hội duy nhất của hắn, vì vậy hắn cần phải ra tay. Kế hoạch của viên thiên chính rất đơn giản, đó chính là chụp được Hạ Thiên, sau đó đi đến trao đổi với chủ nhân của Thanh Phong Sơn. Chỉ cần hắn có thể vào trong Thanh Phong Sơn, như vậy hắn có thể bố trí lại trận pháp để ngăn cản người khác tiến vào, khi đó dù hắn không mạnh bằng Hạ Thiên và sư môn của Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không cần phải lo lắng. Tống Ngọc Mỹ xuất hiện thật sự làm viên thiên chính bất ngờ, nhưng cũng thật sự làm viên thiên chính kiên định với quyết tâm của mình. Tống Ngọc Mị tuy rất mạnh nhưng viên thiên chính cảm thấy chẳng phải không có cơ hội, vì hắn có thể thấy công lực của nàng là không quá mạnh, có lẽ còn không bằng hắn. Điều làm hắn lo lắng là bây giờ có Tống Ngọc Mị xuất hiện, ai biết còn có kẻ nào lợi hại hơn xuất hiện bảo vệ hạ thiên. Nếu bây giờ viên thiên chính không ra tay, sau này chỉ sợ không còn cơ hội, nếu hạ thiên khôi phục lại công lực, sợ rằng hắn sẽ hoàn toàn mất đi thanh phong sơn, vì vậy chẳng bằng bây giờ buông tay đánh cược một lần, sợ rằng còn có thể thành công. Viên Thiên Chính vừa ra tay đã không che giấu thực lực, hắn tấn công Tống Ngọc Mị với chiêu thức mãnh liệt nhất. Với hắn mà nói thì trận chiến này chỉ có thể thắng, không được phép thất bại. Tống Ngọc Mị dùng một tay vung với sợi tơ trắng, tay kia lại tung ngọc trường. Đối với nàng thì trận chiến này thật ra cũng chỉ có thể thắng, không cho phép thất bại. Nếu nói theo hướng Tư Tâm, nếu Tống Ngọc Mị thua, Hạ Thiên sẽ rơi vào tay Viên Gia, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có kết cục không tốt. Có lẽ nàng thật sự không biết mình có yêu Hà Thiên hay không, nhưng có một việc mà nàng hiểu, đó chính là nàng rất quan tâm đến người đàn ông này. Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào tay Viên gia, vì vậy nàng mới xuất hiện ở đây. Nếu xét từ lợi ích của Tống gia, thật ra Tống Ngọc Mỹ càng không thể thua. Gần đây động tác của Viên gia là rất lớn nhưng vẫn không giảm lại, thậm chí nàng còn nhận được tin tức Viên gia còn có ý với mình. Mà Viên gia sở dĩ dám làm như vậy cũng vì một nguyên nhân rất đơn giản chính là viên gia đột nhiên xuất hiện một siêu cấp cao thủ như viên thiên chính. Đây không phải là xã hội mà bạo lực có thể giải quyết được tất cả, nhưng Tống Ngọc Mỹ lại hiểu rất rõ, nếu trong gia tộc thật sự có thêm một siêu cấp cao thủ thì thật sự làm được rất nhiều chuyện. Năm xưa Tống Gia cũng chỉ là một gia tộc nho nhỏ, vì đi theo gì Mỹ mà tất cả mọi thứ đều có thể phát sinh. Tống Ngọc Mỹ bây giờ là người quyết định của Tống Gia, nàng cũng không còn đại biểu cho chính mình, còn đại biểu cho Tống Gia, vì vậy bây giờ nàng mới phải trợ giúp Hạ Thiên. Thật ra điều này cũng tính là nguy hiểm rất lớn, nếu nàng thua thì sau này sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền toái từ viên gia, mà nếu nàng thua chỉ sợ cũng khó thể nói năng với Tống Gia. Thực tế phần lớn đám người Tống Gia đều không tình nguyện giúp sức cho Hạ Thiên, thậm chí trong mắt đám người Tống Gia, Hạ Thiên thật sự là kẻ địch số một. Nhưng muốn thắng cũng không dễ dàng, Tống Ngọc Mỹ tuy đã được Hạ Thiên tẩy tủy, lại tu luyện phiêu miễu thân pháp, hơn nữa còn được Dạ Ngọc Mị tự tay chỉ bảo trong một thời gian ngắn. Dù sao nàng cũng chỉ tu luyện được một thời gian ngắn ngủi, công lực còn chưa đủ sâu, đối mặt với Viên Thiên Chính thật ra cũng không có được bao nhiêu ưu thế. Vợ Mị Mị, càng ngày càng giống thần tiên tỷ tỷ, nhưng sao chị ấy lại dùng sợi tơ yếu đuối như vậy làm vũ khí? Đây chẳng phải giống như Dạ Ngọc Mị kia sao? Hạ Thiên nhìn Tống Ngọc Mị vung vẩy sợi tơ chiến đấu trên không trung như tiên nữ mà không khỏi lầm bầm. Trước đó Hạ Thiên gặp Tống Ngọc Mị, thật sự có thể nói Tống Ngọc Mị là phiên bản của thần tiên tỷ tỷ, cũng là một cách ăn mặc, cũng là một khí chất. Nhưng bây giờ Hạ Thiên thấy Tống Ngọc Mị có biến đổi không nhỏ so với lần gặp mặt trước đó, tuy vẫn mặc áo bào trắng, nhưng đã có vài biến đổi nhỏ, điều này không khỏi làm hắn phân biệt hai người ra. Hạ Thiên cũng không biết, những thay đổi này chính là thứ mà Tống Ngọc Mị muốn làm ra. Đã từng có thời điểm dạ Ngọc Mị muốn biến Tống Ngọc Mị thành Nguyệt Thanh Nhã thứ hai, Tống Ngọc Mị cũng hầu như coi mình là một Nguyệt Thanh Nhã thứ hai. Nhưng Tống Ngọc Mị cũng không muốn mình là vật phẩm thay thế, nàng cũng không muốn khi Hạ Thiên ôm mình thì trong đầu lại nghĩ về Nguyệt Thanh Nhã, đây là điều nàng không thể tiếp nhận, vì vậy nàng muốn thay đổi, càng muốn mình và Nguyệt Thanh Nhã có sự khác biệt. Nhưng mâu thuẫn là Tống Ngọc Mị thật sự thích hình tượng này của mình, nàng phát hiện bộ dạng si mê của Hạ Thiên khi thấy hình tượng của mình, vì vậy nàng cũng chỉ thay đổi một bộ phận rất nhỏ. Còn chuyện dùng sợi tơ làm vũ khí tất nhiên đó là sự ảnh hưởng đến từ dạ ngọc mị, bây giờ nàng giống như một thể tổng hợp của dạ ngọc mị và nguyệt thanh nhã, nhưng linh hồn lại là tống ngọc mị. Vợ mị mị, dùng sợi tơ làm vũ khí, thật ra nhìn rất đẹp, tốt hơn nhiều so với dạ ngọc mị kia. Hạ thiên nhìn một lúc rồi lầm bầm. Nếu tống ngọc mị nghe được những lời này của hạ thiên thì sẽ thật sự vui sướng. Vì điều này có nghĩa là hình tượng của nàng bây giờ đã thành công, ít nhất cũng được Hạ Thiên thích thú. Lúc này Tống Ngọc Nghị và Viên Tiên Chính thật sự chiến đấu khó phân cao thấp, nếu nói về công lực thì Viên Tiên Chính thật sự mạnh hơn, nhưng phương diện thân pháp và chiêu thức thì Tống Ngọc Nghị thật sự chiếm ưu thế, sợi tơ bạch sắc kỳ dị của Tống Ngọc Nghị cũng đủ làm cho Viên thiên Chính cảm thấy khó thích ứng. Vì vậy mà trong khoảnh khắc Viên Tiên Chính cũng khó chiếm được thượng phong. Hạ Thiên rất chú ý đến chiến trường, khi thấy Tống Ngọc Nghị không có nguy hiểm gì, hắn cũng không muốn bộc lộ thực lực thật sự của mình hắn an tâm thưởng thức phong thái tuyệt thế của Tống Ngọc Mị, đảm nhiệm vị trí một người xem chân thành. Tất nhiên trong đám người đứng xem cũng không phải chỉ có một mình Hạ Thiên. Sở giao lúc này cũng nhìn chầm chầm vào chiến trường nàng ngây người, vô tình nàng giống như phát hiện có chút hâm mộ và cũng ghen ghét với Tống Ngọc Mị, người này đã đẹp còn chưa nói, sao lại lợi hại như vậy. Viên Thế Tài cũng dùng ánh mắt căng thẳng nhìn trận chiến, hắn cũng không biết vị đạo gia tổ tông kia có đánh thắng được Tống Ngọc Mị hay không, nhưng với năng lực của hắn, ngoài nhìn thấy hai bóng đen, cũng không thấy rõ ràng. Mà tên xuất hiện cùng lúc với viên thế tài chẳng qua chỉ mới hơn 20, hắn cũng không nhìn lên chiến trường, hắn nhìn hạ thiên, trong mắt bùng ra cái nhìn thù hận, dù là ai cũng có thể thấy rất rõ ràng. Vị trí của thường gia rất vắng vẻ, hơn nữa lúc này là buổi tối, vì vậy động tính của nơi này không làm kinh động người khác, ít nhất lúc này cũng chưa có người mới xuất hiện. Thời gian qua nhanh, vô tình trận thế đã biến hóa, viên thiên chính dù sao cũng có công lực cao thâm hơn, Tống Ngọc Nghị thì tu luyện thời gian ngắn, sau khi chiến đấu được một lúc lâu thì thể lực dần có dấu hiệu khó thể chống đỡ nổi. Dù nàng lợi dụng thân pháp linh xảo và chiêu thức tinh diệu mà vẫn không bại, nhưng nàng cũng vô tình rơi vào thế hạ phong. Lúc này Tống Ngọc Mỹ cũng vô tình có chút dao động, thật ra đây cũng là lần đầu tiên nàng giao thủ với cao thủ thật sự, phương diện này nàng thật không đủ kinh nghiệm. Lúc này nàng quính lên, chiêu thức hơi loạn, vì vậy có thể nói thế bại đang dần phủ xuống. Tình hình có vẻ không ổn. Hạ thiên thầm nói, nếu cứ tiếp tục thì vợ mị mị sẽ thua, xem ra lúc này hắn không ra tay không được. Khi Hạ Thiên định âm thầm ra tay giúp đỡ Tống Ngọc Mị thì một luồng khí tức nguy hiểm chợt truyền đến, sau đó là một tiếng gầm giận dữ. Hạ Thiên, đi chết đi. Đùng, đùng, đùng. Vài tiếng súng vang lên, là tên đàn ông nãy giờ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên đã ra tay, trên tay hắn có thêm một khẩu súng, đang liên tục bóp cò chĩa về phía Hạ Thiên. Tiếng súng làm Sở Dao đang trầm mê trong trận chiến bừng tỉnh trở lại, nhưng giống như lúc này cũng có hơi muộn. "Trồng, tránh mau." Sở giao dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Hạ Thiên, nàng tiện tay ném ra hai cây phi đao. Dù sao nàng cũng ra tay hơi trễ, kết quả là nàng còn chưa phóng đến thì đạn đã, đã đến trước mặt Hạ Thiên. Viên Thế Tài tỏ ra cực kỳ vui sướng, hắn cũng vừa lúc bị tiếng súng làm cho bừng tỉnh hắn thấy sở giao không kịp cứu viện, mà hạ thiên lại không có phản ứng, vì thế mà cảm giác vui sướng được nhân lên gấp đôi, vì hắn biết lúc này hạ thiên chết chắc rồi. chương 1155, cậu giả thương sao? Nhưng viên thế tài lại cao hứng qua sớm, mặc dù sở giao phản ứng hơi chậm, nhưng Tống Ngọc Mỹ phản ứng lại không chậm, đang trong nháy mắt viên đạn sắp trúng hạ thiên, sợi tơ trắng của Tống Ngọc Mỹ xuất hiện trước người hạ thiên, sợi tơ liên tục lay động mấy cái. Mấy viên đạn liền dối giết bị đánh văng ra, Hạ Thiên vậy tự nhiên mà bình yên vô sự. A, à, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, tiếng súng cũng đã ngừng nổ, bởi vì tay súng đã không cách nào nổ súng, hai phi đao của sở giao rốt cuộc hoàn thành sứ mạng, một gâm vào ngực của tên nổ súng, một cái khác còn lợi hại hơn trực tiếp gâm vào cổ họng của hắn, tên nổ súng này tự nhiên là bị mất mạng tại chỗ, ngay cả Hạ Thiên cũng chưa chắc có thể cứu sống hắn. Hả? À, một tiếng kêu đau đớn trong cùng một lúc truyền vào trong tai Hạ Thiên, nhưng tiếng kêu đau đớn này lại phát ra từ trọng miệng Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị vốn là đang ở Hạ Phong, lại còn ra tay cứu viện Hạ Thiên, vừa phân tâm lập tức đã bị viên thiên chính nhanh chóng thấy sơ hở, một trường vỗ vào vai trái nàng, đem nàng đánh bay. Tống Ngọc Mị như một con diều bị hỏng rơi xuống mặt đất, nàng cố gắng đứng lại, nhưng vẫn lảo đảo muốn ngã, khó có thể đứng vững, một trường này của viên thiên chính là phát ra toàn lực, không có bất kỳ giữ lại, đã làm cho nàng bị thương nặng. Khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ kia của nàng giờ phút này có một ít đỏ tươi không bình thường, mà khóe miệng của nàng còn dỉ ra một hàng máu tươi. Nàng lay động được mấy cái rốt cục vẫn phải ngã nhào trên mặt đất, nhưng vào lúc này một cánh tay lực ôm bởi eo của nàng làm cho nàng không ngã xuống. Ha 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 ha, viên thế tài ở đây cười như điên. Hạ thiên, bây giờ xem còn có ai có thể tới giúp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh, có thể thắng hết thảy. Bây giờ thì ngươi rốt cuộc đã biết trên đời này không chỉ có mình ngươi có thể đánh. Mấy tháng trước, ngươi đem ta thải trên mặt đất, ta liền thề, sẽ có một ngày ta cũng vậy sẽ đem ngươi thải trên mặt đất. Ngu ngốc! Hạ thiên nhìn cũng chưa từng nhìn viên thế tài, chẳng qua là thuận miệng lăng mạ một câu, một tay hắn còn ở vòng eo tống ngọc mị, đồng thời còn bắt được một tay của nàng, một tay khác thì lấy ra một cây ngân châm, lấy tốc độ cực nhanh ghim mấy châm trên người tống ngọc mị, sau đó thu ngân châm trở lại, ngẩng đầu nhìn viên thiên chính. Chú trước đánh vợ giao giao của ta, bất quá anh xem chú không có đả thương nàng, anh còn tính giữ lại cho chú một mạng, nhưng mà giờ chú lại đả thương vợ mị mị xinh đẹp của anh, cho nên, bây giờ anh nói cho chú biết, chú nhất định phải chết. Hạ thiên, đầu óc người hỏng mất rồi sao? Viên thế tài cảm thấy hạ thiên thật là buồn cười, lúc này rồi hắn lại còn dám nói mạnh miệng. Muốn chết cũng là người đi chết, nhưng mà người yên tâm, hai phụ nữ của ngươi sẽ không chết. Tống đại tiểu thư, nếu là nàng nguyện ý gả vào viên gia chúng ta, ta bảo đảm nàng có thể sống được rất tốt. Về phần cái con đàn bà sở giao kia, tin tưởng ta, cô nhất định có thể trở thành người đứng đầu bảng của địa hạ thiên đường, vô số người cũng sẽ chú ý đến cô. Để cho cả nhà mày chú ý mẹ mày đi. Sở giao nhất thời nổi giận, động tác hai tay liên tục, toàn bộ vài chục thanh phi đao bay về phía viên thế tài. Viên thế tài vẻ mặt thờ ơ, bởi vì hắn biết, Lão tổ tông viên Thiên Chính kia nhất định sẽ giúp hắn đỡ ra những phi đau này. Xong, một giây sau, Viên Thế Tài liền cảm giác được vô số nơi trên cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức, hắn muốn rên lên tiếng, nhưng hắn vẫn không phát ra thanh âm nào, bởi vì cổ họng của hắn hình như bị thứ gì đó cắm vào. Trên mặt của hắn cũng không còn thấy thở ơ nữa, mà là vẻ mặt xám cho và khó có thể tin. Sức sống nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể, Viên Thế Tài ngã ầm xuống đất, trong nháy mắt ngã xuống đất đó hắn cố sức quay đầu nhìn về phía viên thiên chính, trong ánh mắt hoảng sợ lại còn có chút khó có thể tin, hắn đến chết cũng không hiểu tại sao lão tổ tông này đột nhiên không còn quan tâm đến hắn nữa. Đến lúc chết viên thế tài cũng không thể thấy, giờ phút này trên mặt viên thiên chính là một ánh mắt khó có thể tin. Bởi vì trên thực tế, hắn đã ra tay, hắn đánh ra hơn 10 trưởng phong, vốn là phải đánh bay những phi đao kia, nhưng không biết vì sao, hắn đánh ra trưởng phong không có hiệu quả gì cả, kết quả là vài chục thanh phi đao mà sở giao bắn ra, toàn bộ đều không ngoại lệ tiến vào thân thể viên thế tài, trực tiếp đem vị viên gia nhị thiếu này đưa vào rồi địa ngục. Sở giao cũng là có chút xứng sờ, nàng chẳng qua là có chút tức giận, ném ra phi đao trên người, muốn đem tên ngu ngốc viên thế tài này giết chết. Chẳng qua là, bởi vì lúc trước đã liên tục thất bại nhiều lần, nàng lần này cũng không còn hy vọng mình sẽ thành công, cho nên thấy viên thế tài thật sự chúng vài chục thanh phi đao thành một người chết, nàng cũng cảm thấy có chút buồn bực lần này làm sao lại thành công vậy viên thiên chính dùng ánh mắt tức giận nhìn về sở giao nhưng rất nhanh hắn liền nhìn về phía hạ thiên trực giác nói cho hắn biết sở dĩ xuất hiện tình huống quỷ dị này thì chỉ có một khả năng chính là hạ thiên đang âm thầm động tay động chân tại sao cậu lại gạt người vậy tống ngọc mị giờ phút này đang quay đầu nhìn hạ thiên có chút không vui vẻ tia đỏ tươi không bình thường trên mặt nàng đã biến mất khôi phục lại vẽ trắng nõn bình thường về phần tí máu trên khóe miệng nàng mới vừa bị hạ thiên lấy tay lau đi tống ngọc mị giờ phút này đã hoàn toàn hiểu được thương thế của hạ thiên căn bản là làm bộ bởi vì thời điểm hạ thiên mới vừa ôm nàng nàng lập tức cảm giác được một cỗ chân khí vô cùng cường đại vào trong cơ thể nàng mà cổ chân khí lại nhanh chóng chữa khỏi nội thương của nàng vợ mị mị tôi không như vậy làm sao biết được chị lại quan tâm đến tôi như vậy chứ hạ thiên một bộ dạng vô tội hạ thiên cậu giả thương sao Viên thiên chính rốt cuộc hiểu được, mà phát hiện này làm cho hắn tức giận vô cùng. Anh không giả thương, những tên ngu mốc các chú làm sao chịu xuất hiện đây. Hạ thiên lười biếng nói một câu, sau đó buông lỏng tống ngọc mị ra, nhẹ nhàng đẩy nàng về sau. Vợ mị mị, chỉ cùng vợ giao giao đứng bên cạnh xem đi, tôi giết chết người này trước rồi nói sau. À, chồng, anh không có chuyện gì à? Sở giao ngẩn ngơ, đến lúc này nàng mới có hơi hiểu được không trách được mới vừa rồi nàng có thể giết viên thế tài nguyên nhân là chồng ở trong tối thủ hỗ trợ anh dĩ nhiên là không có việc gì rồi hạ thiên hì hì cười một tiếng anh là thần y đệ nhất thiên hạ cho dù thật có bị thương anh cũng vậy có thể tự trị lành cho mình huống chi anh luôn luôn sẽ không bị đả thương đâu tại sao tôi từ trên người của cậu không cảm giác được bất kỳ chân khí dao động nào viên thiên chính vẫn nghĩ không ra a à, cái vấn đề này à cái tên cố Hàn Phong ngu ngốc kia trước đây cũng đã hỏi. Hạ Thiên lười biếng nói: "Xem ngươi dù sao cũng sắp chết, anh thật đáng thương hại chú, tránh cho chú chết không nhắm mắt, nói cho chú biết vậy. Anh giờ đang điều chân khí trở lại nguyên trạng như người thường, nên với trình độ của chú sẽ nhìn không ra anh có chân khí." Hơi dừng lại một chút, Hạ Thiên nói một câu: "Tốt lắm, chú đã biết rồi, bây giờ có thể an tâm mà chết rồi." Hạ Thiên luôn luôn là nói động thủ là động thủ nói xong câu đó, hắn liền đánh về phía viên thiên chính, vòng quanh viên thiên chính quay một vòng, đồng thời đánh ra mười mấy trưởng, làm cho viên thiên chính căn bản không cách nào tránh né. Thình thịch thình thịch, mấy tiếng liên tục vang lên, viên thiên chính dưới tình huống bất đắc dĩ, trực tiếp liều mạng đánh mười mấy trưởng cùng hạ thiên. Thực lực viên thiên chính vốn cũng không bằng hạ thiên, cộng thêm lúc trước đã cùng Tống Ngọc Mỹ đối chiến thời gian dài như vậy, công lực hao tổn không nhỏ. Giờ hắn cùng Hạ Thiên liều mạng sẽ xuất hiện hậu quả, ngay cả là người ngu cũng hiểu được. Chỉ nghe một tiếng rên khẻ, viên thiên chính bay ngược ra, trên không trung há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà làm cho hạ thiên có chút ngoài ý muốn chính là, viên thiên chính lại không rơi xuống mặt đất, ngược lại hắn lại mượn lực đạo này, nhanh chóng xoay người bay vọt, hắn lại muốn trốn. Muốn chạy, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Hạ thiên tung người dựng lên, hướng viên thiên chính đuổi theo, mặc dù viên thiên chính chạy trước, nhưng tốc độ hạ thiên nhanh hơn, trong nháy mắt, Hạ Thiên cũng đã đuổi kịp phía sau viên thiên chính, sau đó lại là một trưởng hướng hắn đánh tới. Ách! Viên thiên chính rên thảm một tiếng, lại bị Hạ Thiên đánh một trưởng vừa vặn, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Phốc! Sao giờ không chạy nữa đi? Hạ Thiên bất mãn nhìn chằm chằm viên thiên chính. Tên ngu ngốc chú đã thương vợ của anh, giờ anh đánh dụng chú. Hạ Thiên khoát tay, đang chuẩn bị một trưởng đem viên thiên chính đưa đi thấy con gái của Diêm Vương, nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Tống đại tiểu thư, cô có thể chết được rồi. Hạ thiên vừa quay đầu, liền phát hiện một bóng đen đang đánh về phía tống ngọc mị, mặc dù không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng bóng đen này, nhưng hạ thiên đủ để đoán được người này so sánh với công lực của tống ngọc mị là mạnh hơn. Ta cũng không thể để cho vợ mị mị lại bị thương một lần nữa. Hạ thiên trong đầu toát ra ý nghĩ này, thân thể cũng cấp tốc bay trở về, xa xa một trưởng đáng về phía cái bóng đen kia, về phần viên thiên chính hắn tạm thời không quan tâm. Cái bóng đen kia đột nhiên chuyển hướng hạ thiên, xa xa hướng hắn đánh ra một luồng trưởng phong, một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt kéo đến, cùng hạ thiên phát ra trưởng phong đối kháng chính diện. Hành động của hạ thiên khẽ dừng lại một chút, công lực người này muốn so sánh với viên thiên chính mạnh hơn rất nhiều, mặc dù không đủ để mang đến cho hắn thương tổn, nhưng đủ để cho động tác của hắn chậm hơn nửa phần. Giờ phút này Tống Ngọc Mị cũng phát ra một tiếng rít nhỏ, đồng thời sợi tơ trắng bay ra, nhưng vào lúc này, cái bóng đen kia mượn một trưởng lực kia của Hạ Thiên cấp tốc bắn người lui về phía sau. Cái bóng đen này hiển nhiên cũng là muốn trốn, mà phương thức hắn chạy trốn và viên thiên chính mới vừa lựa chọn giống nhau như đúc, nhưng không giống là, công lực của hắn so sánh với viên thiên chính rõ ràng yếu hơn rất nhiều, cho nên hắn rất nhanh liền biến mất trong màn đêm. Đám người ngu ngốc này sao mà cứ đụng một cái là chạy hạ thiên nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng đột nhiên liền nhớ lại một việc vội vàng bay trở lại sau đó hắn ngay lập tức buồn bực vốn là viên thiên chính đã bị hắn đánh rơi dụng gần chết quả nhiên không thấy viên thiên chính đã được người cứu đi tống ngọc mị giờ phút này cũng đến bên cạnh hạ thiên giọng nói có chút bất an không thấy viên thiên chính thật đúng là phiền toái đúng vậy thật là kỳ quái hạ thiên lầm bầm lầu bầu thần tiên tỷ tỷ nói cái thế giới này căn bản không thích hợp tu tiên, hẳn là không có người tu tiên nào mới đúng chứ, làm sao tối nay thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy. Thật phiền toái, nếu viên thiên chính trả thù, sợ là tống ra chúng tôi sẽ khó lòng phòng bị. Tống Ngọc Mỹ nói thật nhỏ. Trường 1156, xử lý hết tất cả bọn họ là xong. Tống Ngọc Mỹ cũng không phải lo lắng dư thừa, với loại cao thủ như viên tiên chính, nếu trả thù thì sẽ cực kỳ phiền toái. Với công lực của viên thiên chính thì muốn ám sát một gia tộc là tương đối dễ dàng, tuy tống ra có khá nhiều cao thủ nhưng cũng chỉ là cao thủ tầm thường, nếu đối mặt với một cao thủ như viên thiên chính, tống ra căn bản không có lực hoàn thủ. Trước mắt trong tống ra chỉ có tống ngọc mị mới chống lại được viên thiên chính, nhưng nàng chỉ có một mình, cũng không thể bảo vệ nhiều người tống ra như vậy. Vợ mị mị, chị không cần lo lắng, viên thiên chính căn bản đã bị phế, tình trạng vết thương sẽ khó có thể chữa hết, trừ khi tôi giúp hắn chữa chị. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, hắn lại để ý một việc khác. Cũng không biết hai người cứu viên thi chính đi là ai, bọn họ có vẻ lợi hại hơn. Hai người sao? Tống Ngọc Mỹ có chút kinh ngạc. Nhưng tôi chỉ thấy một, đúng rồi, hình như bóng đen kia là một người phụ nữ. Nữ sao? Hạ Thiên suy nghĩ. Có lẽ là vậy nhưng vì sao âm thanh có chút quỷ quái? Lại không giống như phụ nữ. Cậu còn thấy một người nữa sao? Tống Ngọc Mị không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Không, nhưng có người đưa viên thiên chính đi, mà người này cũng rất lợi hại, rõ ràng đưa người đi trong lúc tôi chưa chú ý. Cậu chỉ giỏi chủ quan. Tống Ngọc Mị khẽ an ủi Hạ Thiên một câu, thật ra nàng hiểu rất rõ, Hạ Thiên không chỉ chủ quan mà là quan tâm đến nàng, nếu không đối phương muốn cứu người đi cũng không dễ như vậy. Tống Ngọc Mỹ có thể khẳng định hai người kia tuy lợi hại nhưng có lẽ không phải là đối thủ với Hạ Thiên, nếu không đối phương cũng không dùng biện pháp như vậy để cứu người chồng làm sao bây giờ sở giao cũng chạy đến hai người chết phải làm sao phải xử lý cho tốt mới được nếu là ở giang hải thì sở giao cũng không hỏi vấn đề này nàng xử lý hai kẻ đã chết là rất dễ dàng nhưng đây là thủ đô lần này nàng đơn thương độc mã đến đây nếu bị bắt lại cũng chỉ có thể nhờ thường ra xử lý nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nhờ hạ thiên nghĩ biện pháp Mục Hàm không có mặt ở thủ đô, nếu cậu không xử lý được, tôi sẽ cho người đến xử lý." Tống Ngọc Mị khẽ nói. "À, thật ra trên người tôi có chút hóa thi phấn, trực tiếp cho bọn họ biến mất là được." Hạ Thiên thuận miệng nói, hóa thi phấn trước kia còn chưa sử dụng hết, mà Ninh Khiết không giữ lại, vì vậy hắn chỉ có thể giữ lại để có việc cần thì sử dụng. 10 phút sau dưới tác dụng của hóa thi phấn thì viên thế tài và tên đàn ông kia đã tan biến mà lúc này Hạ Thiên cũng không biết tên đàn ông kia vì sao muốn giết mình, cũng không biết đối phương là ai. Một phòng ra rộng lớn lại trở nên yên ắng, giống như chưa từng có điều gì phát sinh. Tôi phải về. Tống Ngọc Mị mở miệng nói, thật ra bây giờ đã muộn rồi. Vợ Mị Mị, tôi cùng chị quay về. Hạ Thiên mở miệng nói. Tống Ngọc Mị chợt ngây người, sau đó nàng gật đầu. Được rồi. nửa đêm, Hạ Thiên mang theo sở dao xuất hiện ở Tống gia sau đó bọn họ cùng theo tống ngọc mỹ đến chỗ của dạ ngọc mỹ trước kia vẫn là chiếc giường màn lụa nhưng lần này hạ thiên đến lại khác biệt khác biệt chính là dạ ngọc mỹ có dáng người xinh đẹp và là kẻ siêu cấp đáng ghét kia đã không còn ở đây chủ nhân bây giờ là tống ngọc mỹ có dáng người rất đẹp nhưng lại là tiểu tiên nữ rất dễ yêu mến quan trọng là lần trước hạ thiên bị bắt đến lần này hắn đến cùng vợ vì vậy cảm giác là khác biệt chồng chúng ta sẽ ngủ ở đây sao sở giao ngáp một cái nàng có chút mệt mỏi. Vợ giao giao, anh tạm thời không ngủ, nếu không anh và vợ mị mị tìm cho em một phòng để ngủ nhé. Hạ Thiên lắc đầu hỏi. Sở giao nhìn Tống Ngọc Mị, nàng khẽ nói. Chồng muốn cùng đi chơi với người ta suốt đêm sao? Tống Ngọc Mị nghe nói như vậy thì gương mặt có hơi nóng lên, nàng cũng không ngốc, tất nhiên sẽ hiểu những hàm ý trong lời nói của sở giao, vì vậy mà có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng lo lắng, sở tối nay Hạ Thiên sẽ thật sự làm gì đó với mình anh muốn biến vợ mị mị trở nên lợi hại hơn một chút, đến sáng mai nếu vợ mị mị gặp lại viên thiên chính, chỉ cần tung một trưởng là có thể giết chết đối phương. Hạ thiên ngược lại nói ra ý đồ chân thật của mình, hắn quay đầu nhìn tống ngọc mị rồi nói. Vợ mị mị, tìm vài cao thủ tống ra đứng canh gác, đừng để bọn họ vào quấy giày chúng ta. Được, tống ngọc mị lập tức đồng ý. Chồng, khi nào thì anh sẽ làm em lợi hại như chị ấy. Sở giao có chút không vui vợ giao giao, trước tiên em phải chịu khó rèn luyện đến mức của vợ mị mị vào lúc này, sau đó anh mới có thể làm cho em lợi hại hơn, vì vậy sau này em phải cố gắng mới được. Hạ Thiên cười hì hì nói. Được rồi, em biết rồi. Sở giao nói rồi ngáp một cái. Em buồn ngủ, em đi ngủ đây. Sở giao cuối cùng cũng không chống được cơn buồn ngủ, nàng trước tiên đi tìm chỗ ngủ, mà Tống Ngọc Mị cũng tạm thời bỏ đi một lúc, trước mắt là sắp xếp chỗ ngủ cho sở giao, đồng thời còn phải tìm người hộ pháp. Tuy Hạ Thiên vẫn còn chưa nói nhưng nàng đã hiểu, hắn muốn thi châm cho nàng. Trước đó Hạ Thiên đã dùng nghịch thiên bát châm để tẩy tủy cho nàng, để nàng biến từ một thiếu nữ mềm mại trở thành cao thủ, sau đó bước chân vào tu luyện đường. Nhưng lần này nàng không biết sẽ thế nào, mà nàng lại tin Hạ Thiên có thể tăng cường được thực lực của mình. Nửa giờ sau Tống Ngọc Mỹ quay lại phòng, mà khoảng sân bên ngoài cũng phân bố đầy cao thủ Tống ra, Vợ Mị Mị, tôi muốn thi triển đệ ngũ châm cho chị, ngũ châm đan thành, sau khi thành công thì chị sẽ thành tựu kim đan." Thần Tiên tỷ tỷ nói, người tu tiên có kim đan thì thật sự mới là người tu tiên. Hạ Thiên nhìn Tống Ngọc Mị, vẻ mặt có chút nghiêm túc. "Đợi sau khi chị thành tựu kim đan, lúc đó con đàn bà dạ Ngọc Mị kia không còn là đối thủ của chị." "Cậu đừng nói gì mị như vậy có được không?" Tống Ngọc Mị khẽ nói. "Được rồi, nể mặt vợ Mị Mị, tôi tạm thời không mắng chị ta hạ thiên không muốn mở miệng mắng nhưng lại thầm mắng trong bụng sau đó hắn nói với tống ngọc mị vợ mị mị chị nằm lên giường đi lần này thi châm tương đối lâu chị nhớ phải một mực tính tâm điều khí khi chị có cảm giác linh khí phóng vào người thì lập tức vận dụng phiêu miếu tâm pháp như vậy tốc độ ngưng tụ kim đan sẽ nhanh hơn được tôi đã nhớ kỹ tống ngọc mị khẽ gật đầu nàng có chút kích động thật ra nàng đã biết về kim đan trước kia nàng đã từng đọc sách, mà dì Mỹ cũng từng nói với nàng vài thứ, nhưng nàng thật sự không ngờ người đàn ông của mình có thể sử dụng ngân châm để tạo nên cao thủ kim đan, điều này quá nghịch thiên. Hèn gì gọi là nghịch thiên bát châm. Tống Ngọc Mỹ chợt hiểu ra, nghịch thiên bát châm có lẽ cũng không phải là châm pháp chữa bệnh, vốn là một châm pháp dùng để tu tiên. Tống Ngọc Mỹ hít vào một hơi thật sâu, nàng cố làm cho nàng bình tĩnh trở lại, sau đó nằm lên giường đợi kỳ tích nghịch thiên. Lần này thủ đô ẩm ý cả buổi tối, nhưng đến ngày hôm sau thì tất cả đã không còn, cũng không khác gì dĩ vãng, ít nhất thì đối với thị dân, bọn họ cũng không biết tối qua cảnh sát bắt hơn 10.000 tên anh chị. Bọn họ càng không biết tối qua ở thường gia đã xuất hiện một cuộc chiến không thuộc về lĩnh vực của con người. Sáng sớm, ở y nhân các, y tiểu âm lặng lẽ đứng trong sân, ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, bùng lên một sức quyến rũ tuyệt vời. Tiểu thư, âm thanh của A cửu chợt vang lên phía sau. Có chuyện gì sao? Y tiểu âm không quay đầu lại, nàng chỉ khẽ hỏi. Con của bộ trưởng lưu điện thoại đến, nói rằng phí điều trị lần này là bao nhiêu? A cửu khẽ nói. Một trăm ngàn. Y tiểu âm suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra vài chữ, lại bổ sung thêm. Đây coi như phí thuận tay, kết toán với bệnh viện trong hệ thống là được, không nên đưa đến đây. Vâng, tiểu thư, tôi sẽ nói cho anh ta biết. A Cửu khẽ gật đầu, sau đó nàng vào nhà gọi điện thoại, vài phút sau nàng lại đi ra. A Cửu đứng sau lưng Y tiểu âm vài phút, sau đó nàng lại hỏi: "Tiểu thư, lần này vì sao thu phí thấp như vậy?" A Cửu, "Đối với chúng ta, sau này kiếm tiền dựa vào bệnh viện, không phải tự mình ra tay, vì vậy lần này chỉ thu theo biểu tượng mà thôi." Y tiểu âm khẽ giải thích. Y tiểu âm dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "A Cửu, sau này chúng ta nên trọng điểm xem xét vấn đề quy hoạch quản lý bệnh viện tiểu thư chỉ có nên đến nói với môn chủ chị đã thành công cải tiến âm môn châm pháp a à, cửu có chút trần trừ sau đó nàng mở miệng hỏi không cần y tiểu âm lắc đầu chị tin không cần phải nói thì ngài cũng biết lần này môn chủ nhất định sẽ truyền vị cho tiểu thư chứ a à, cửu có chút hưng phấn tiểu thư nguyện vọng của chị sắp thành đúng vậy nguyện vọng của chị cũng sắp thành hiện thực. Y tiểu âm chậm rãi nói, giọng điệu có chút mờ ảo, nguyện vọng là muốn thực hiện cải tiến âm môn châm pháp, nàng đã coi như phát triển, nhưng thực hiện nguyện vọng này thì nàng cũng có trả giá lớn. chương 1157, cuối cùng cũng sẽ có cơ hội. Trong đầu y tiểu âm không tự chủ được phải xuất hiện hình bóng của Hạ Thiên, cơn ác mộng kia khó thể nào vứt bỏ, thậm chí còn xuất hiện giữa ban ngày, dù nàng rất muốn hoàn toàn thanh trừ Hạ Thiên, nhưng nàng phát hiện điều này rất khó khăn. Đơn giản là bây giờ dù Y tiểu âm làm gì thì giống như luôn nhớ đến Hạ Thiên, cuối cùng nàng cũng cải tiến được âm môn châm pháp, nhưng là cải tiến dưới sự giúp đỡ của Hạ Thiên. Tối qua nàng thí nghiệm âm môn châm pháp trên người bộ trưởng Lưu, kết quả là thành công, điều này chứng thật tất cả những điều Hạ Thiên nói trước đó. Y tiểu âm tính toán những năm tháng tiếp theo sẽ chủ yếu kinh doanh theo hướng phát triển bệnh viện, nhưng bệnh viện cũng do Hạ Thiên cướp về giúp nàng. Vì vậy nàng nghĩ đến bệnh viện thì lại thường xuyên nhớ đến hắn. Y tiểu âm chợt phát hiện tên khốn nạn Hạ Thiên kia đã vô tình sát nhập vào cuộc sống của mình, trong sinh hoạt của nàng, giống như hắn có cùng nhịp thở với nàng. Thậm chí chân khí trong người của nàng, âm môn châm pháp của nàng, bệnh viện của nàng, tất cả không thoát khỏi đều liên quan đến hắn, dù nàng hận hắn cũng khó thay đổi được sự thật này. Có tin tức của tên khốn nạn kia chưa? Y tiểu âm chợt mở miệng hỏi dù nàng rất hận hạ thiên nhưng cũng không thể không quan tâm tối qua cảnh sát niêm phong tất cả địa bàn của thường gia kể cả thường đông lâm và đám người thường gia cũng bị bắt nhưng tên khốn kia lại không bị bắt đến bây giờ vẫn chưa có tin tức a cửu khẽ trả lời hôm nay tên khốn kia đã xuất hiện ba ngày kể từ sau khi bị trọng thương rồi phải không y tiểu âm trầm mặc một lúc rồi hỏi đúng vậy tiểu thư a cửu lên tiếng một người bản thân trọng thương hơn nữa bạn bè lại xa lánh còn có vô số kẻ địch ở thủ đô sau ba ngày vẫn bình yên vô sự a à cửu em không biết điều này rất bất thường sao y tiểu âm chậm rãi nói tiểu thư bạn bè xa lánh chỉ là giả tên khốn kia ngày đầu tiên có mị nhi bảo vệ ngày hôm sau có sở giao hôm nay bên cạnh hắn sợ rằng có một người phụ nữ nào đó xuất hiện không chừng a à cửu căm giận nói y tiểu âm trầm mặc một lúc cuối cùng mới khẽ nói thôi bỏ chúng ta mặc kệ hắn chúng ta chỉ nên chuyên tâm quản lý bệnh viện đợi đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo chúng ta nghĩ biện pháp đối phó với tên khốn kia cũng không muộn nhưng tiểu thư tên khốn kia càng ngày càng lợi hại nếu muốn đối phó với hắn thì ngày càng khó hơn a cửu khẽ nói nếu không thừa dịp hắn bị thương mà báo thù sợ rằng sau này không còn cơ hội chưa đến lúc đâu cuối cùng cơ hội tốt sẽ tới y tiểu âm bình tĩnh nói A à, cửu có chút do dự, nhưng sau đó nàng cũng không nói lời nào. Cùng một thời gian, trong một biệt thự ở thủ đô, một người đàn ông đeo kính ngồi ở ghế salon lông phòng khách đang xem báo, người này hơn 30 tuổi, trên người mang theo khí tức trí thức, người không quen biết nếu nhìn thấy hắn thì sẽ cho rằng đây là con mọt sách. Nhưng người quen biết thì biết người này không phải là con mọt sách, hắn là đại thiếu gia của viên gia, viên thế hoàng viên thế hoàng lúc này đọc báo nhưng lại để ý đến những phần báo được cắt ra mỗi ngày có rất nhiều tờ báo trong đó có những thông tin quan trọng và không quan trọng hắn cũng không thể nào xem hết được vì vậy trước tiên hắn xem lướt qua một lần sau đó cắt những phần quan trọng ra lại ghép thành một phần báo thế hoàng một giọng nói dịu dàng vang lên viên thế hoàng ngẩng đầu hắn nở nụ cười ôn hòa bảo nhi sao vậy cô gái gọi là bảo nhi này không lớn chỉ 2425 tuổi, nàng mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm rất mỏng, vì vậy mà bộ dáng mê người bùng lên lung linh. Tuy dáng người của nàng rất tốt nhưng gương mặt lại bình thường, ngũ quan đoan chính nhưng không thể nói là xinh đẹp. Có một tin không hay. Bảo Nhi khẽ nói. Nụ cười trên mặt Viên Thế Hoàng chợt biến mất, vì hắn biết chuyện không hay mà Bảo Nhi vừa nói, rất có thể là chuyện xấu. Có phải thế phong lại ra ngoài gây chuyện nữa không? Viên Thế Hoàng trầm giọng hỏi không phải thế phong mà là thế tài bảo nhi lắc đầu thế tài mất tích còn có lão tổ tông kia nữa cái gì vẻ mặt viên thế hoàng chợt biến đổi lớn hắn đứng lên bảo nhi em xác định bọn họ mất tích rốt cuộc có chuyện gì xảy ra em vừa nhận được tin nghe nói tối qua thế tài và lão tổ tông đến thường ra sau đó không thấy quay về bọn họ đã cố gắng liên hệ với thế tài nhưng không được mà em cũng thử qua cũng không liên lạc được Bảo Nhi khẽ nói: "Bọn họ đã đến Thường Gia, nhưng Thường Gia không một bóng người, tối qua đám người Thường Gia bị bắt đến đồn cảnh sát, vì vậy việc này không liên quan đến Thường Gia, mà nói theo lý thì tối qua Hạ Thiên có mặt ở Thường Gia." "Gặp quỷ, anh đã nói đi nói lại nhiều lần để bọn họ đừng đi tìm Hạ Thiên, sao bọn họ không bao giờ nghe lời?" Viên Thế Hoàng thật sự rất căm tức, sau đó hắn sa sút tinh thần và ngồi xuống. Lúc này thì xong rồi tên tiểu tử hạ thiên kia chắc chắn giả vờ bị thương thế hoàng anh cũng đừng lo có lẽ bọn họ chỉ đi nơi khác tạm thời không liên lạc được mà thôi bảo nhi khẽ an ủi viên thế hoàng bảo nhi em hiểu mà điều này là không thể viên thế hoàng lắc đầu ngoài hạ thiên thì không ai có thể làm cho lão tổ tông mất tích được viên thế hoàng thở dài rồi tiếp tục nói đúng là trời không giúp chúng ta lão tổ tông xuất hiện có thể làm cho viên gia chúng ta thành đệ nhất gia tộc ở thủ đô nào ngờ ôi thế hoàng không cần phải nổi giận dù sao sự việc còn có hy vọng anh đã nói vị lão tổ tông kia rất lợi hại có lẽ ông ấy không phải đối thủ của hạ thiên nhưng chưa chắc ông sẽ xảy ra chuyện có lẽ đã bỏ chạy rồi cũng nên bảo nhi tiếp tục an ủi viên thế hoàng chỉ mong là như thế viên thế hoàng thở dài thế hoàng sau này chúng ta nên làm sao Bảo Nhi khẽ hỏi. Dấu sự kiện viên thế tài mất tích, coi như chưa từng có gì phát sinh. Viên thế hoàng nghĩ. Để đám người của ta không đến tìm Hạ Thiên, nhưng ngàn vạn lần đừng để lộ tin tức Hạ Thiên giả vờ bị thương. Viên gia chúng ta đã ăn quả đắng, ít nhất cũng phải cho các gia tộc khác có hại, cũng không thể làm lợi cho bọn họ. Được, em sẽ đi sắp xếp. Bảo Nhi khẽ gật đầu. Sở giao có chút buồn bực, nàng đã tỉnh ngủ muốn đi tìm Hạ Thiên nhưng lại bị ngăn cản, nàng vốn định dạy cho đối phương một bài học nhưng cảm thấy không tốt lắm. Cũng may đám người này cũng không làm khó nàng, chỉ không cho nàng đi vào mà thôi, kết quả là nàng cũng chỉ có thể được cả chục người dám thị trước khi chồng đi ra. Tống đại tiểu thư đúng là quá phô trương, ước hội với chồng cũng động đến nhiều vệ sĩ như vậy, còn phô trương hơn cả sở đại tiểu thư như mình. Sở giao thẩm oán Tống Ngọc Nghị, chẳng biết vì sao trong lòng nàng có chút ghen ghét Tống Ngọc Nghị, có lẽ không chỉ vì nguyên nhân đối phương giống tiên nữ, hơn nữa còn có cả năng lực của tiên nữ. Này, đám các người bâu quanh vợ tôi làm gì? Cần ăn đòn sao? Khi sở giao thấy rất bực bội thì âm thanh của Hạ Thiên chợt vang lên. Chồng, sở giao nghe được âm thanh của Hạ Thiên thì cuối cùng cũng vui vẻ, mà đám người tống ra cũng tranh thủ tránh ra, bọn họ không muốn bị Hạ Thiên cho ăn đòn. Đám người này cũng không thể nào hiểu nổi, tên khốn Hạ Thiên này cuối cùng có liên hệ gì với tống ra. Cũng khó trách bọn họ không thể biết được, vì trước kia dạ Ngọc Mỹ coi Hạ Thiên là kẻ địch, nhưng đồ đệ ninh khiết củ dạ Ngọc Mỹ lại có quan hệ mập mờ với Hạ Thiên. Mà bây giờ đại tiểu thư của Tống Gia, cũng là chủ nhân của Tống Gia là Tống Ngọc Mỹ cũng có quan hệ không rõ với Hạ Thiên. Vì vậy bọn họ thấy quan hệ giữa Hạ Thiên và Tống Gia chỉ có thể dùng một chữ mà thôi, đó là loạn. Này, các người tiếp tục ra ngoài trông coi, vợ Mỹ Mỹ tạm thời không ra ngoài, đợi đến khi chị ấy đi ra thì các người mới có thể đi, hiểu chưa? hạ thiên lại nói một câu với đám người tống ra sau đó hắn kéo sở giao vợ giao giao chúng ta ra ngoài dạo chơi hạ thiên cũng không quan tâm đến phản ứng của đám người tống ra hắn kéo sở giao bỏ đi lúc đầu hắn đi rất chậm sau đó ra khỏi tống ra thì hắn ôm sở giao và biến mất một lát sau bọn họ đã xuất hiện ở một khu vực phồn hoa trong thủ đô chồng chúng ta đi đâu đây sở giao không nhịn được phải hỏi để anh nghĩ cái đã Hạ Thiên chăm chú suy xét, sau đó phát hiện mình không có gì để làm. Này, chúng ta ăn sáng trước đi. Hạ Thiên kéo sở giao đi, sau đó lại phát hiện một quán ăn, vì vậy hắn kéo nàng vào. Nửa giờ sau bọn họ mới đi ra, lại tiếp tục đi trên đường lớn. Lại bắt đầu kiếp đi dạo nhàm chán. Hạ Thiên thì thào nói, đây là ngày thứ ba, sao đám ngu ngốc muốn đối phó với hắn còn chưa xuất hiện. Vài ngày nay tuy có không ít người xuất hiện nhưng Hạ Thiên thấy kẻ địch chính thức còn chưa ló đầu ra, ví dụ như đám khốn nạn thường thích dùng bom gài nổ chết vợ hắn, và đám người thiếu chút nữa nổ chết vợ công chúa. Vợ tóc vàng nói vấn đề ở thành phố Giang Hải có lẽ là một tên nào đó của Lý Gia còn chưa chết, muốn nổ chết công chúa có thể là CIA, có lẽ không liên quan gì đến đám ngốc viên gia, xem ra mình nên tiếp tục chờ đợi. Hạ Thiên thầm nghĩ, vì một lần giải quyết hết tất cả kẻ địch, hắn phải tiếp tục nhẫn nại giả vờ bị thương vài ngày nữa. Ơ, ờ, đây không phải sở dại tiểu thư sao? Một âm thanh kinh ngạc chợt vang lên. Hạ Thiên ngẩng đầu và phát hiện một người đàn ông hơn 20, tên này vóc dáng không cao, chưa đủ 1m7, dưới cằm có nốt ruồi lớn, tướng mạo không ra gì. Nhưng tên này phô trương không nhỏ, sau lưng có bốn tên đàn ông cao to vạm vỡ mặc tây trang đeo kính dâm. Ngươi là ai? Sở giao trừng mắt nhìn tên đàn ông kia, nàng bất mãn hỏi, xem ra nàng thật sự không biết đối phương. chương 1158, làm sao người càng ngày càng xấu. Tên đàn ông kia có chút xấu hổ, còn có chút tức giận, hắn rõ ràng không ngờ sở giao không nhận ra mình. Sở đại tiểu thư đúng là quý nhân hay quên, chúng ta dù gì cũng là người trong tộc, chỉ vài năm không gặp mà thôi. Tên đàn ông nói mà mang theo chút hương vị châm chọc. Xem ra sở đại tiểu thư có đàn ông của mình thì quả nhiên khác xưa. Người trong tộc, sở giao nhìn chầm chầm vào đối phương, sau đó lắc đầu. Người cũng họ sở sao, chẳng lẽ là sở nam? Cái gì là sở nam, tôi là sở bắc. Tên đàn ông hừ lạnh một tiếng. Sở đại tiểu thư, cô đã nhận ra tôi, cần gì phải đùa giỡn như vậy? Sở giao không khỏi ngẩn ngơ, một lúc sau nàng dùng ánh mắt buồn bực nhìn tên khốn tự xưng là sở bắc. Ngươi chính là tên khốn năm xưa tự xưng là thân thích và suốt ngày gây họa cho đám chị em của ta. Ngươi đã đi giải phẫu thẩm mỹ sao? Nhưng người ta thì càng đẹp ra, sao ngươi càng ngày càng xấu? Sở Dao, miệng của cô vẫn thối như xưa. Sở Bác dùng ánh mắt tức giận nhìn Sở Dao. Thúi lắm, miệng của bà rất thơm. Sở Dao mắng ngay. Cút ra xa một chút, nếu không thì bà sẽ thiến mày, dù ngươi cả đời không là xử nam, nhưng sau này lấy vợ sẽ có vợ là xử nữ cả đời sở giao lời nói phải khách khí một chút đây là thủ đô không phải giang hải không phải nơi cô thích làm gì thì làm sở bắc dùng ánh mắt căm tức nhìn sở giao trước đó nàng không phải gọi hắn là sở nam mà là sử nam thủ đô thì thế nào bất cứ lúc nào bà cũng có thể thiến mày sở giao hừ một tiếng đúng rồi ta nhớ ra rồi trước kia ta đã nói mỗi lần gặp ngươi sẽ cho ăn đòn hôm nay lại gặp mặt thôi thì đánh trước nói sau sở giao gần đây chẳng sợ trời sợ đất, bây giờ có chồng là hạ thiên làm chỗ dựa, nàng càng chẳng sợ ai mà chỉ sợ chồng. Vì vậy đừng nói đây là thủ đô, dù có bố thủ đô nàng cũng sẽ ra tay, vì thế nàng vừa dứt lời đã tiến lên đá sở bắc văng đi. Con bà nó, lên hết, giết chết con khốn, á, à, sở bắc hồn hển giống lên. Sau đó hắn hét thảm một tiếng, thì ra bị sở giao đá vào đúng quần. Bốn tên tiểu đệ của sở bắc đang định phóng về phía sở giao, đúng lúc này nàng chợt nhảy lên, liên tục tung cước trên không, đạp bốn tên vệ sĩ ngã lăn xuống đất, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội báo thù. Sở dao khẽ rơi xuống đất, nàng nhìn sở bác đau khổ rên rỉ, sau đó còn dẫm xuống một cước. Đi mà làm giải phẫu, người còn cơ hội làm xử nữ. Á! À, sở bác chợt hét lên thảm thiết rồi trực tiếp hôn mê. Đúng là thằng ngu, trước kia bà hối hận vì chưa thiến mày, bây giờ lại đưa đến tận cửa sở giao thầm nói một câu sau đó nàng ôm lấy cánh tay của hạ thiên điềm nhiên như không chồng chúng ta đi thôi hạ thiên cũng không nói gì với những nhân vật như sở bắc hắn cũng không hứng thú chồng anh nói xem chúng ta có nên đến cứu đám người thường ra và bọn vệ sĩ ra khỏi đồn công an không sở giao đi dạo một lúc và nhớ đến vấn đề này chúng ta không quan tâm đến bọn họ như vậy có hay không cứ để bọn họ trong đồn cảnh sát vài ngày bây giờ anh mà cứu bọn họ ra người khác sẽ biết anh không bị thương hạ thiên lắc đầu nói không cần lo bọn họ ở đồn cảnh sát cũng không sao nếu em lo lắng thì anh có thể điện thoại cho tiểu hắc để hắn quan tâm là được ừ chồng anh điện thoại cho tiểu hắc đi để phòng việc chẳng may sở giao gật đầu nói hạ thiên nghe sở giao nói vậy thì lấy điện thoại ra hắn bấm số của bạch tiểu lỗi sau khi nói vài lời thì hạ thiên cúp điện thoại Hắn cũng không quan tâm đến vấn đề này, thường ra có quá nhiều người bị bắt, dù bọn họ vào mục cũng là đại ca, ai dám động đến bọn họ. Ông xã, điện thoại kia Lúc này Hạ Thiên lại có điện thoại. Hạ Thiên lấy ra xem, là một số lạ. Này, ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi mở miệng nói. Chào cậu, xin hỏi có phải là Hạ Thần y không? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam rất khách khí tôi là Sử Bằng Phi, năm trước cậu đã từng cứu tôi một mạng ở huyện Mộc Dương. Huyện Mộc Dương? Hạ Thiên suy nghĩ. À, thì ra anh là vệ sĩ của Đinh Tiểu Kiếm có phải không? Đúng vậy, chính là tôi. Sử Bằng Phi vội vàng trả lời, sau đó hắn trần trừ hỏi. Hạ Thần Y, xin hỏi anh có rảnh không? Không phải có hay không, anh tìm tôi làm gì? Hạ Thiên có chút khó hiểu, người này tìm mình làm gì? giữa hai bên cũng không quen thuộc gì nhiều hạ thần y tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn với anh cũng không tiện nói trong điện thoại nếu anh đang rảnh tôi sẽ đến tìm anh thế nào sử bằng phi khẽ nói chuyện quan trọng lắm sao hạ thiên suy nghĩ rồi hỏi này có phải chuyện quan trọng với tôi không nếu là chuyện quan trọng với anh tôi cũng không có hứng thú hạ thần y chuyện này rất quan trọng với tôi nhưng tin chắc cũng quan trọng với anh sử bằng phi vội vàng nói không vậy thì được anh đến đây đi hạ thiên suy nghĩ và quyết định gặp tên sử bằng phi này xem thế nào không phải hắn coi trọng vấn đề của đối phương căn bản là bây giờ hắn đang rất nhàm chán không thể nào tiếp tục đi dạo trên phố hạ thần y cậu nói địa chỉ đi tôi sẽ đến ngay sử bằng phi có chút kích động cuối cùng bổ sung một câu hạ thần y chuyện này tạm thời không cho người khác biết vì vậy anh nên tìm chỗ tương đối an toàn và thanh tính, vậy thì tốt hơn. Này, thế này nhé, anh đến Bạch Ngọc Lâu, tôi sẽ đến đó. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Sử bằng phi rõ ràng biết Bạch Ngọc Lâu là cái gì, vì vậy hắn đồng ý ngay. Hạ Thiên cúp điện thoại và kéo sở giao đi về phía Bạch Ngọc Lâu, khoảng 20 phút sau hắn và nàng chậm rãi đi đến, khi vào Bạch Ngọc Lâu thì thấy sử bằng phi đã sớm đợi sẵn sử bằng phi cũng không phải đến một mình còn có cả vị hôn thê của hắn là an tiểu bội bốn người vào bạch ngọc lâu tìm một gian phòng giới thiệu lẫn nhau sau đó đi vào chủ đề chính nói đi rốt cuộc anh có chuyện gì quan trọng cần bàn hạ thiên lười biếng hỏi hạ thần y tôi biết bây giờ cậu có chút phiền phức nếu cậu không ngại có thể đến ở nhà sử gia chúng tôi tuy sử gia chúng tôi không phải danh môn vọng tộc nhưng vấn đề an toàn là rất tốt tôi có thể đảm bảo cậu an toàn mãi đến khi tình trạng vết thương khôi phục lại. Sử bằng phi dùng giọng chân thành nói. Hạ thiên chợt bực bội. Đây là chuyện quan trọng anh muốn nói sao? Tôi cũng không cần sử ra bảo vệ. Nhưng, hạ thần y, anh bây giờ. Sử bằng phi chợt ngây người, sau đó muốn giải thích. Hạ thiên mất kiên nhẫn cắt lời. Này, anh có gì thì nên nói thẳng, anh muốn tôi giúp làm gì? Nếu không tôi đi đây. Điều này sử bằng phi chợt không biết nói gì cho phải. Hạ tiên sinh, là thế này, tôi luôn bị người ta khống chế, không thể không ở lại làm gián điệp bên người bằng phi, bọn họ yêu cầu tôi đánh cắp một tư liệu đầu đạt. Tôi thật sự yêu thương bằng phi, tôi không muốn bị bọn họ khống chế, vì vậy mới thỉnh cầu hạ tiên sinh. An tiểu bội lúc này mới mở miệng nói, sau khi nói xong thì dùng ánh mắt căng thẳng nhìn hạ thiên, rõ ràng sợ hạ thiên không đồng ý. Chuyện nhỏ nhặt này sao cần tìm tôi? hạ Thiên có chút mất hứng tìm cảnh sát bắt lại là được hạ tiên sinh sự việc phức tạp tôi bị bọn họ khống chế 6 năm nhưng không biết đó là ai bây giờ tôi biết một sự kiện là bọn họ biết hạ tiên sinh hơn nữa còn sợ anh vì vậy mới xin hạ tiên sinh giúp đỡ an tiểu bội nhanh chóng nói biết tôi còn sợ tôi khống chế cô 6 năm mà không biết mặt hạ thiên trầm ngâm sẽ không trùng hợp vậy chứ bọn họ là đám ngốc kia sao An Tiểu Bội nghe Hạ Thiên lầm bầm mà không khỏi giật mình, nàng kích động hỏi: Hạ Thiên sinh, anh biết bọn họ là ai sao? À, cũng có thể nói là vậy. Thế này đi, cô nói rõ sự việc cho tôi biết. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói: Nếu đám người kia là bọn ngốc tôi cần tìm, tôi sẽ giúp cô. Lúc này Hạ Thiên thật sự có chút hứng thú, vì hắn nghi ngờ đám người khống chế An Tiểu Bội chính là nhóm Dịch Tri Ngôn, chính là đám gián điệp CIA. Tốt. Không có vấn đề. An Tiểu Bội gật đầu, sau đó nàng nói về vấn đề quen biết Sử Bằng Phi, lúc đầu An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi đều tưởng rằng đó là sự việc ngoài ý muốn, nhưng đến một ngày nào đó nàng thu được một chồng hình, nàng phát hiện thật ra không phải sự kiện ngoài ý muốn, mà có người sắp xếp. Lúc đầu bọn họ dùng ảnh uy hiếp tôi, sau này uy hiếp từng bước thăng cấp, cuối cùng dùng tính mạng người nhà để uy hiếp. Có lần tôi không nghe lời bọn họ, cùng ngày hôm đó cha tôi bị bắn, cũng may không chí mạng. Khi đó tôi biết đám người kia đã điên khùng, nếu không nghe lời bọn họ, sợ rằng cả nhà tôi đều chết sạch. An tiểu bội nói ra tình huống trước mắt. Đối với bọn họ cũng không chỉ là như vậy, tôi muốn thoát khỏi bọn họ, nhưng bọn họ không những muốn tôi làm gián điệp, còn muốn chiếm cả gia sản của An gia. Tôi không thể để cho bọn họ hoàn thành ước nguyện, nhưng trước đó không biết làm sao. Mãi đến khi đến huyện Mộc Dương, tôi chợt phát hiện đám người khống chế tôi rất sợ hạ tiên sinh. An Tiểu Bội còn chưa nói xong thì điện thoại đột nhiên vang lên, nàng lấy ra xem mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, sau đó nàng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Thiên. "Không xong, là bọn họ, bây giờ bọn họ gọi điện thoại đến, chẳng lẽ biết tôi tìm đến Hạ tiên sinh." Chương 1159, Thường Đông Lâm bị đâm. Trên gương mặt coi như xinh đẹp của An Tiểu Bội chợt trở chợ nên hoảng sợ, đám người kia xưa nay luôn uy hiếp nàng, điều này đã làm trong lòng nàng khắc sâu sợ hãi sợ cái gì, mau đưa số điện thoại cho tôi biết, tôi sẽ lập tức để người ta truy tung số điện thoại này. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn An Tiểu Bội, người phụ nữ này không xinh đẹp, hơn nữa lá gan lại quá nhỏ. Hạ Thiên vừa nói vừa bấm số điện thoại của Tiểu Yêu Tinh. Vợ, giúp anh kiểm tra một số điện thoại. Chồng, anh đang ở đâu? Anh mau quay lại đi, ngày nào Sama cũng hỏi anh ở đâu. Tiểu Yêu Tinh ở bên kia dùng giọng mất hứng nói. À, nói cho cô ấy biết vài ngày nữa anh sẽ đến cô ấy sẽ được đi ra không cần phải trốn trong nhà em hạ thiên thuận miệng nói sau đó đi vào chính đề trước tiên mau giúp anh kiểm tra số điện thoại anh có số số này đang được một số điện thoại khác gọi đến em xem có tìm được đối phương hay không được rồi chồng tuy tiểu yêu tinh không quá tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý lúc này an tiểu bội mới kịp phản ứng nàng lập tức nói số điện thoại của mình ra được rồi bây giờ cô tiếp điện thoại đi sau khi hạ thiên cúp điện thoại thì nói với an tiểu bội điện thoại đã đổ chuông khá lâu an tiểu bội cũng không dám tiếp tục làm chậm trễ thời gian nàng tranh thủ nhận điện thoại alo là tôi an tiểu bội sao bây giờ mới nghe điện thoại đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông âm thanh trầm thấp đồng thời còn có chút bất mãn vừa rồi bên cạnh có người không tiện nghe điện thoại An tiểu bội vội vàng giải thích. Có lấy được hàng chưa? Người đàn ông ở bên kia lập tức đi vào chính đề. Còn, còn chưa? An tiểu bội dùng giọng bất an trả lời. Còn chưa có sao, cô đến thủ đô đã vài tháng, đến bây giờ còn chưa có gì. Tôi cảnh cáo cô, đừng dở trò, nếu không cô sẽ biết hậu quả. Người đàn ông nổi giận. Không, tôi đang tìm cơ hội, thật sự, tuy ở tại sử gia nhưng cha mẹ và anh của Bằng Phi đều đang ở phòng thí nghiệm, Tôi căn bản không thể đi vào. An Tiểu Bội vội vàng giải thích, giọng điệu cũng có chút bối rối. "Đừng tìm lý do với tôi, tôi muốn biết kết quả, tôi cho cô thêm 3 ngày, tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, nếu trong 3 ngày chưa lấy được hàng, tôi sẽ làm cô ân hận cả đời." Người đàn ông ở đầu dây bên kia dùng giọng lạnh lùng nói ra những lời này rồi cúp điện thoại. "Điều này, làm sao bây giờ? Bằng Phi, làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ cho em 3 ngày." em nếu không làm gì được cho bọn họ, sợ rằng bọn họ có thể làm mọi chuyện. An tiểu bội trượt luống cuống tay chân, có vẻ rất bối rối. Im miệng, Hạ Thiên trừng mắt nhìn An tiểu bội. Nếu cô cứ ồn ào như vậy, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa. An tiểu bội trợt ngẩn ngơ, sau đó nàng ngậm miệng. Ông xã, điện thoại kia. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Là tiểu yêu tinh điện thoại đến, Hạ Thiên lập tức nghe máy, hắn thuận miệng hỏi. Vợ, kiểm tra được số điện thoại từ đâu gọi đến không? Đã kiểm tra xong, từ Singapore điện thoại đến. Tiểu yêu tinh nhanh chóng trả lời, sau đó lại tranh công. Chồng chồng, em nói cho anh biết, em không những kiểm tra được số điện thoại kia gọi từ nơi nào, em còn biết đối phương là ai. Tiểu yêu tinh không đợi Hạ Thiên mở miệng mà tiếp tục khoe khoang. Hi hi, nói cho anh biết, em là người lợi hại, bản sao giọng nói của đối phương được em sử dụng phần mềm cải biến âm thanh và tìm được âm thanh nguyên thủy vì vậy em sẽ tìm ra đối phương vợ tiểu yêu tinh chờ em tìm ra được đối phương rồi nói mình lợi hại có được không hạ thiên thuận miệng nói được rồi em sẽ truy tìm lòng nhiệt tình của tiểu yêu tinh bị hạ thiên dập tắt nàng dùng giọng mất hứng nói một câu sau đó cúp điện thoại hạ thiên đặt điện thoại xuống và nói với an tiểu bội tên uy hiếp cô ở Singapore, nhưng tôi không có hứng đi Singapore, vì vậy dù biết rõ hắn là ai tôi cũng không đi bắt, cô nên nghĩ biện pháp kéo hắn đến thủ đô đi. Được, nhưng, Hạ Tiên Sinh, hắn ta không thể đến thủ đô, hắn không cho tôi biết rõ thân phận, sao có thể đến thủ đô. An Tiểu Bội cẩn thận nói, giống như đã hơi sợ Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn An Tiểu Bội. Sao cô ngốc vậy, cô không biết nghĩ biện pháp gì sao? Tôi, tôi. An tiểu bội chợt lúng túng không biết nói gì cho phải, nàng không thấy mình ngốc, nhưng nàng cũng không dám phản bác. Tuy hạ thiên nhìn thì có vẻ không đáng sợ nhưng thực tế lại rất đáng sợ, hơn nữa tâm tính cũng không tốt, không quá kiên nhẫn. Hừ, thấy cô cũng không có biện pháp, coi như tôi đưa ra một ý kiến giúp cô. Hạ thiên dù không muốn quan tâm đến vấn đề này, nhưng hắn thấy kẻ uy hiếp an tiểu bội rất có thể là nhóm người dịch chi ngôn, vì vậy hắn quyết tâm giải quyết chuyện này. Hạ Thiên thoáng dừng lại rồi nói ra kế hoạch của mình. Người kia không phải cho cô ba ngày sao? Cô lợi dụng thời gian này mà nói mình lấy được một tài liệu để hắn đến thủ đô lấy hàng. Nhưng bọn họ nhất định sẽ để tôi đi gửi bưu kiện. An Tiểu Bội khẽ trả lời. Tiểu Bội, điều này cũng có thể thực hiện. Em nói là bản thảo viết tay không rõ ràng. Chúng ta trước tiên dùng điện thoại di động chụp hình, cố ý làm cho hình ảnh hơi mờ. Hoặc chúng ta có thể nói bản thảo rất nhiều, đều trong USB, không thể nào gửi bưu kiện, cũng nói ở nhà anh không có điều kiện lên mạng, hoặc bị người ta kiểm tra rất kỹ. Nói chung em có thể tìm một cái cớ để yêu cầu giao tài liệu tận tay bọn họ." Sử Bằng Phi ở bên cạnh khẽ nói. "Cô xem, đàn ông của cô thông minh hơn nhiều, tóm lại các người chịu khó nghĩ cớ để cho tên kia đến thủ đô lấy tài liệu, sau đó tôi sẽ bắt tên kia là được." Hạ Thiên tán thưởng Sử Bằng Phi một câu, hắn cảm thấy những ý kiến của Sử Bằng Phi cũng không tệ. "Vậy cũng được." Hạ tiên sinh, tôi sẽ cùng thương lượng với bằng phi, xem phải làm thế nào để bọn họ tin tưởng. An tiểu bội cũng không có ý kiến gì khác, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Được rồi, các người cứ chậm rãi thương lượng, đợi đến khi tên ngốc ở Singapore mắc câu thì gọi điện thoại cho tôi. Hạ thiên lười biếng nói một câu. Được, hạ thần y, chúng tôi cũng không muốn tiếp tục quấy dậy anh. Sử bằng phi ngược lại có thể thấy Hạ Thiên căn bản không có hứng thú với An Tiểu Bội, Tất nhiên hắn thấy đây là chuyện tốt, nếu tên này có hứng thú với vị hôn thê của mình thì phiền toái lớn. Sử bằng phi thức thời nhanh chóng đưa An tiểu bội rời khỏi Bạch Ngọc lâu, Hạ Thiên không muốn ra ngoài đi dạo cũng ở lại Bạch Ngọc lâu uống trà, hắn tiêu diệt một chút đại hồng bào cực phẩm của Bạch tiểu lỗi, sau đó nhìn giờ, phát hiện đã đến 11 giờ, hắn thầm nghĩ có nên dùng cơm trưa ở đây hay không. Hạ Thiên đang chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ đưa bữa trưa đến, nhưng lúc này Bạch tiểu lỗi đã điện thoại đến. Đại ca, Thường Đông Lâm xảy ra chuyện rồi." Điện thoại vừa nối thông thì Bạch Tiểu Lỗi đã vội vàng nói. Hầu như tất cả mọi người đều không ngờ Thường Đông Lâm sẽ xảy ra chuyện không may, dù là cục trưởng cục công an thành phố La dân Sinh hay Bạch Tiểu Lỗi và Hạ Thiên đều không thể ngờ Thường Đông Lâm xảy ra chuyện. Tuy trước khi Thường Đông Lâm xảy ra chuyện không may thì đang bị giam ở cục công an thành phố, nhưng ai cũng nghĩ rằng với địa vị của Thường Đông Lâm thì sẽ rất an toàn, sẽ không ai ra tay với lão vì không sợ chuyện sẽ xảy ra mà chỉ sợ chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy La Dân Sinh thật ra đã tăng thêm bảo vệ để đảm bảo tính an toàn của Thường Đông Lâm. Lão nhốt Thường Đông Lâm trong một gian riêng, cố ý để cho thân tính của mình đến xem. Tuy La Dân Sinh lần này không thể không điều động cảnh sát đến bắt người Thường ra, nhưng lão biết rõ, nếu Thường Đông Lâm gặp chuyện không may, sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng những sắp xếp có vẻ cẩn thận kia vẫn có cạm bẩy. Trước đó nửa giờ Thường Đông Lâm nói muốn đi vệ sinh, mà trên đường đi vệ sinh thường đông lâm bị người ta đâm hai dao, tuy tên hung thủ bị bắn chết ngay tại chỗ nhưng tính mạng của lão cũng bị đe dọa, hiện nay đang được cố gắng cứu chữa ở bệnh viện. Khi Hạ Thiên và Sở Giao đến bệnh viện thì thường Đông Lâm còn đang được cấp cứu, bên ngoài phòng cấp cứu có một đám người đang lo lắng đứng đợi. Thường Tiểu Bảo và vợ thường Tiểu Lan, thường Tiểu Bình, thậm chí cả thường Vinh đều đã được thả ra, mà Bạch Tiểu Lối cũng chạy đến, ngoài ra còn có hai cảnh sát ở đây. Đại ca, khi thấy Hạ Thiên thì Bạch Tiểu Lỗi đi đến bắt chuyện. "Thiên ca, anh đến rồi." Thường Tiểu Bảo cũng vội vàng đi đến, sau đó hắn tỏ ra không chờ đợi được mà nói: "Thiên ca, em không tin đám bác sĩ kia, nếu không anh vào chữa thương cho ông của em đi." Đám người còn lại cũng nhìn Hạ Thiên, rõ ràng bọn họ hy vọng Hạ Thiên có thể cứu người, dù là hai tên cảnh sát cũng hy vọng Hạ Thiên làm như vậy. Dù sao nếu Thường Đông Lâm chết đi thì đám cảnh sát bọn họ đừng hòng sống yên ổn ngày thường thì hắc đạo sẽ không làm quá thấy cảnh sát sẽ cố gắng lẩn trốn cũng không tìm phiền toái với cảnh sát nhưng nếu thường đông lâm chết thì những người kia có trả thù hay không điều này khó nói chồng bây giờ anh có thể chữa cho ông thường được không sở giao cũng khẽ hỏi một câu thật ra nàng biết hạ thiên có năng lực cứu chữa cho thường đông lâm nhưng nàng cũng không muốn phá hư kế hoạch của hắn dù sao bây giờ mọi người cũng cho rằng hạ thiên không riêng gì công lực biến mất ngay cả y thuật cũng không còn bây giờ nếu hắn chữa trị cho thường đông lâm thì coi như khó thể tiếp tục giả vờ bị thương. chương 1160, âm tiểu thất. Nhưng nếu Hạ Thiên không cứu người, sợ rằng sau này để người ta biết được, sẽ chẳng còn ai tình nguyện làm việc cho hắn. Không riêng gì thường Gia, chỉ sợ ngay cả bạch tiểu lỗi cũng thấy vị đại ca này không đáng tin. Mà với quan hệ cá nhân giữa sở gia và thường gia, thật ra sở giao cũng không hy vọng thường đông lâm gặp chuyện không may, vì vậy nếu nói thật lòng thì nàng cũng hy vọng hạ thiên chữa cho thường đông lâm dù sao thì nàng thấy kế hoạch của hắn rất quan trọng nhưng dù kế hoạch có áp dụng hay không thì cũng chẳng có tổn thất quá lớn nhưng nếu không cứu thường đông lâm thì sợ rằng người này sẽ chết hạ thiên lúc này lại nói một câu đã không cần anh chữa trị nữa rồi vì sao sở giao sững sờ đã giải phẫu xong hạ thiên chỉ chỉ vào phòng cấp cứu bọn họ sẽ ra ngoài ngay bây giờ sở giao dùng ánh mắt không tin nhìn về phía phòng cấp cứu những người khác cũng nhìn sang bọn họ phát hiện phòng vẫn đóng bên trong vẫn sáng đèn khi bọn họ cảm thấy hạ thiên đang kiếm cớ không chữa trị cho thường đông lâm thì đèn lại tắt sau đó một bác sĩ từ bên trong đi ra bác sĩ thế nào rồi người lên nghênh đón đầu tiên không phải là thường tiểu bảo cũng không phải là thường vinh mà lại là hai cảnh sát cục công an rất quan tâm đến điều này không cần lo lắng người bị thương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng ông ấy đã khá lớn tuổi thân thể không khỏe vừa rồi lại mất máu quá nhiều bây giờ cơ thể còn yếu muốn phục hồi lại cần thời gian lâu dài bác sĩ dùng giọng đơn giản để báo cáo tình huống mọi người đều thở ra thường đông lâm còn sống như vậy là chuyện tốt với tất cả mọi người thường đông lâm nhanh chóng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu tuy đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng nhưng lão vẫn hôn mê sau vài phút thì lão được đưa đến phòng đặc biệt Thường Tiểu Lan, Thường Tiểu Bình và một y tá vào chăm sóc cho Thường Đông Lâm, mà đám người Thường Tiểu Bảo và Hạ Thiên đều đứng ngoài hành lang. "Đại ca, chuyện Thường lão bị đâm có chút vấn đề." Bạch Tiểu Lỗi nói, sau đó nhìn hai tên cảnh sát đang đứng ở phía xa, một tên cảnh sát đang gọi điện thoại, có lẽ đang báo cáo tình huống bên này. "Vấn đề gì?" Hạ Thiên lại hỏi. "Tôi đã cho người kiểm tra, tên muốn giết Thường lão gia thật sự có thủ oán với Thường gia." cha hắn đã từng là thủ hạ của thường gia, sau này vì làm việc quá phận đã bị thường lão gia tự mình đưa đến cục công an, cuối cùng chết trong ngục. Biểu hiện của sự việc này là tìm thường lão gia để báo thù, nói ra thì thấy rất dễ hiểu. Bạch tiểu lỗi khẽ nói. Nhưng ngay khi đó thời cơ quá trùng hợp, em hoài nghi lúc đó bọn họ muốn ám sát thường lão gia, vì vậy em tra xét đám người kia, phát hiện tên cảnh sát đưa thường lão gia đi vệ sinh. Còn vài cảnh sát bắt thường lão ra về cục công an, bọn họ đều có vấn đề hai tên cảnh sát ngu ngốc kia chẳng lẽ là người của trình gia hạ thiên liền hỏi một câu hắn biết rõ trình gia ở phía sau dở trò trong hệ thống cảnh sát tất nhiên sự kiện ám sát thường đông lâm này cũng do trình gia làm ra không phải trình gia bạch tiểu lỗi lắc đầu đại ca vừa lúc bắt đầu em cũng nghĩ là người trình gia nhưng em lại tra xét cẩn thận phát hiện hai tên cảnh sát kia là người thường gia cái gì một âm thanh kinh ngạc vang lên, đó là Thường Tiểu Bảo. "Bạch ca, anh nói vậy là có ý gì? Hai tên cảnh sát kia là người của thường gia chúng tôi sao?" "Thường lão đệ, chúng ta đều lăn lộn trong giang hồ, hai bên đều hiểu nhau, chúng ta ở phía cảnh sát đều có vài người, thường gia kinh doanh nhiều năm, chắc chắn sẽ có một tuyến người của mình trong hệ thống cảnh sát." Bạch Tiểu Lỗi cười nhạt một tiếng. "Thật ra cậu chỉ cần đi thăm dò cũng có thể điều tra được, hai tên cảnh sát kia là người của thường gia." Cụ thể thì bọn họ là người ở bên cạnh Biên Vân hiệp. Chú Biên sao? Điều này sao có thể? Thường Tiểu Bảo cảm thấy khó thể tin. Cậu thường, nếu cậu không tin thì có thể thăm dò, điều này cũng không khó chứng thực. Bạch Tiểu Lỗi dùng giọng không nhanh không chậm nói. Bạch ca, không phải em không tin, nhưng em thật sự không thể ngờ được ở bên cạnh chú Biên. Vẻ mặt Thường Tiểu Bảo không dễ nhìn, nhưng thật sự là như vậy, những lời của Bạch Tiểu Lỗi không khó để kiểm chứng vì vậy hắn biết rất rõ, bạch tiểu lỗi không gạt mình, hắn chỉ khó tiếp nhận sự thật này mà thôi. Tiểu Hắc, chú nói tên biên vân hiệp gì kia muốn giết chết thường lão ra sao? Hạ Thiên lúc này ở bên cạnh nói một câu. Điều này cũng chưa thể xác định. Bạch tiểu lỗi khẽ nói. Biên vân hiệp vẫn là một trong những thủ hạ đắc lực của thường gia, là nhân vật rất quan trọng. Nếu hắn muốn thoát ly thường gia và tự lập môn hộ thì thường lão gia tử thật sự là chướng ngại lớn nhất. Vẻ mặt Thường Tiểu Bảo chợt trở nên âm trầm bất định, một lúc sau mới quay đầu nhìn Thường Vinh, hắn khẽ nói: "Chú Vinh, chú biết những động tĩnh bên kia chứ?" Vẻ mặt Thường Vinh cũng không dễ nhìn, hắn trầm mặc một lúc rồi nói: "Thật ra trước kia anh Biên vẫn luôn là thủ hạ trung thành nhất của chú Lâm, trước kia chú Lâm cũng cho rằng anh Biên là người rất đáng tin." "Tiểu Bảo, sau khi cháu bị thương, thật ra dù là chú Lâm hay những người khác đều cảm thấy chú Biên là người nối nghiệp tốt nhất." chuyện này cháu cũng từng nghe nói cũng vì vậy mà chúng cháu điều tra rất nhiều về biên vân hiệp cũng biết hai tên cảnh sát hôm nay là người của biên vân hiệp bạch tiểu lỗi đón lời thường vinh gật đầu sau đó tiếp tục nói thật ra tiểu bảo trong khoảng thời gian cháu bị thương thì chú lâm cơ bản đều bỏ thời gian giúp cháu tìm bác sĩ chữa bệnh đã bỏ qua nhiều tình huống phụ trách bang phái chú ấy cũng bắt đầu ý thức được và chuyển giao chút quyền lực cho anh biên dù sao chú lâm cũng đã lớn tuổi sẽ có ngày chú ấy lui xuống, mà anh Biên là người không tồi, chú Lâm cảm thấy sau này để anh Biên chăm sóc cậu cũng tốt, nhưng không ai ngờ sự việc lại xuất hiện bước ngoặt lớn. Thòng Vinh quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi tiếp tục nói. Hạ thần y xuất hiện làm cho chú Lâm thấy được hy vọng, mà khi hạ thần y chữa được bệnh cho cháu thì sự việc lại càng khác biệt. Tuy chú Lâm vẫn không hy vọng cháu nối nghiệp hắc đạo, muốn cháu có chút thời gian thoải mái, nhưng lúc này hầu như tất cả mọi người đều thấy anh Biên khó thể nào còn hy vọng nối nghiệp chú Lâm dù là thường vinh hay nhóm bạch tiểu lối, bọn họ đều cảm thấy điều này rất bình thường. dù sao thường đông lâm có một đứa cháu duy nhất, chuyện thường đông lâm giao gia nghiệp cho thường tiểu bảo cũng rất thuận lý, cũng là sự kiện phù hợp. thật ra ông đã nói với tôi, ông hy vọng chú biên sẽ quản lý bang phái, nhưng ông không hy vọng sau này cuộc sống của tôi không tốt, vì vậy cảm thấy nên cho tôi tiếp nhận vị trí trên danh nghĩa, chỉ là để chú biên ở bên cạnh giúp sức. thường tiểu bảo khẽ nói, tôi nhớ ông từng nói chú Biên cũng không có ý kiến. Tiểu bảo, anh Biên biểu hiện không có ý kiến nhưng tôi xác định nghe được vài tin đồn, nói anh Biên từng nói với người ta, chú Lâm thích dùng người ruột thịt, hắn cũng không phải họ thường, vì vậy cũng không cách nào tiếp nhận vị trí của chú Lâm. Thang máy vừa mở ra, một người đi ra, tên này mặc áo khoác đen, đeo kính dâm, dáng người khôi ngô, ánh mắt tương đối lợi hại có thể làm người ta sinh ra cảm giác không giận mà phát huy theo sau tên đàn ông khôi ngô còn có bốn tên đại hán tây phục đen, nhìn qua có vẻ giống như vệ sĩ, khi năm người bọn họ đi ra thì vài giây sau còn có một tên đàn ông còn khá trẻ khẽ chậm rãi đi ra. Tên này có vẻ mới 20, không cao, có hơi gầy, tướng mạo thường thường, cách ăn mặc cũng bình thường, là loại người nếu ném vào trong đám người thì sẽ lập tức biến mất. Nhưng nếu đứng cùng năm người kia thì lại rất đặc biệt. Tên đàn ông trẻ tuổi đi sau cùng, khi tên đàn ông khôi ngô đưa bốn tên vệ sĩ đến trước mặt mọi người thì tên kia còn rơi lại phía sau cả chục mét vinh ca tiểu bảo chú lâm thế nào rồi tên đàn ông khôi ngô quét mắt nhìn mọi người rồi mở miệng hỏi thường tiểu bảo muốn nói gì đó nhưng thường vinh ở bên cạnh đã lên tiếng đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng bây giờ còn chưa tỉnh lại còn chưa tỉnh sao tên đàn ông khôi ngô cau mày sau đó giọng điệu xoay chuyển May mà tôi đã sớm có chuẩn bị, có mời một vị thần y đến. Tên đàn ông khôi ngô không đợi thường Vinh mở miệng mà chỉ vào tên đàn ông trẻ tuổi đi phía sau. "Vinh ca, tiểu bảo, vị này chính là Âm Tiểu Thất thần y nổi tiếng thủ đô, nên để cậu ấy đến xem bệnh cho chú Lâm, châm cứu một chút, kê đơn thuốc, nhất định có thể để chú Lâm tỉnh lại ngay, cũng làm cho sức khỏe của chú Lâm nhanh chóng khôi phục." "Không cần, nơi đây đã có thần y chính thức." thường tiểu bảo cuối cùng cũng không nhịn được nói chú biên chú cứ giữ vị thần y kia ở lại xem bệnh cho mình đi tiểu bảo cháu nói vậy là có ý gì cháu nói chú có bệnh sao tên đàn ông khôi ngô này chính là biên vân hiệp trong giọng nói của hắn có chút không vui anh biên đừng hiểu lầm ý của tiểu bảo là người ta sống trên đời cũng khó tránh khỏi có lúc sinh bệnh cũng không phải nói anh bây giờ có bệnh thường vinh vội vàng giải thích một câu sau đó hắn nháy mắt với thường tiểu bảo ý nói thường tiểu bảo đừng nên xung đột với biên vân hiệp thường vinh thấy bây giờ xung đột với biên vân hiệp cũng không có gì tốt không sao tiểu bảo còn nhỏ tôi sẽ không so đo biên vân hiệp tỏ ra rất rộng lượng sau đó hắn quay đầu nhìn tên đàn ông được gọi là âm tiểu thất thần y âm thần y đã làm phiền cậu âm tiểu thất khẽ gật đầu hắn cũng không nói lời nào mà không nhanh không chậm đi vào phòng bệnh khi hắn chuẩn bị đi vào thì thường tiểu bảo mở miệng chờ chút Thường Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào Biên Vân Hiệp rồi thản nhiên nói: "Chú Biên, chuyện chữa bệnh cho ông, có nên để cháu quyết định không?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1160.